Chương 1351, Tam tướng. Trương Lý Lão Thái Gia buông chén trà, nói: "Thánh nhân không sao chứ?" Trương Lý Lão Thái Gia hỏi như vậy là vì hắn cũng giật mình. Khi vừa nhìn thấy quy tắc lôi đài thí của mục thứ hai võ thí, ba vị quan chủ khảo còn kinh ngạc hơn cả những thí sinh đó. Thánh nhân rốt cuộc là muốn làm gì? Ngay cả Trương Lý Lão Thái Gia cũng có chút lo lắng thánh nhân có phải thực sự xảy ra vấn đề gì rồi không? Viên Hải trầm mặc không nói gì, nhưng hắn cũng nhìn Trọng Biền. Trọng Biền có thể không trả lời những thí sinh đó, nhưng Trương Lý Lão Thái Gia hỏi, hắn chỉ có thể nói: "Lão sư không có bất kỳ vấn đề gì." Trọng Biền nói như vậy, Trương Lý Lão Thái Gia chỉ hơi gật đầu, hắn không thể xác nhận lời nói của Trọng Biền là thật hay giả. Kỳ thật khác với ngoại giới nghĩ, Thái Gia, ít nhất Trương Lý Lão Thái Gia không muốn thánh nhân xảy ra vấn đề, bởi vì đại kiếp sắp buông xuống. Nếu thánh nhân xảy ra vấn đề, đối với đại ngụy mà nói chính là một đả kích to lớn. Nhưng nếu thánh nhân không có vấn đề, vì sao lần sát hạch lớp chữ giáp này lại lộ ra kỳ quái như vậy? Trước tiên không nói văn thí, Ti Việt xã đã chết không ít thí sinh thiên tài cùng với tùy tùng thực lực cửu đại, lần chi đấu tích điểm lôi đài này lại có thể khiến mỗi một cuộc tỷ thí đều thành chi đấu sinh tử, đến lúc đó trình độ thảm thiết là không cần nghĩ cũng biết. Chẳng trách các thí sinh lại cực kỳ bất mãn. Cao Tượng huyện như vậy, huyện khác chắc cũng không khác là bao. Lần lớp chư giáp này có thể là một lần cuối cùng trước khi đại kiếp buông xuống, cũng bởi vì thiên tài xuất hiện lớp lớp, đại ngụy triều trên dưới đã chuẩn bị đầu tư tài nguyên to lớn để bồi dưỡng thí sinh có thể tiến vào lớp chữ giáp, chính là để có thể khiến những thí sinh này sau khi đại kiếp đến có thể tạo được tác dụng nhất định. Nhưng không phải là nói thí sinh thi trực khác vô tác dụng, còn có những tùy tùng đã chết đó. Cho dù tùy tùng đã chết đều là võ giả, nhưng những người này đều là cao thủ trình độ cao nhất xuất thân võ giả, nội hao sát hạch tạo thành như vậy cũng không khỏi quá lớn. Nghi hoặc, khó hiểu, khiến cho ba người đều trầm mặc không nói gì. Cho dù là Trọng Biền cũng không tìm kiếm lý do cho lão sư của mình nữa, bởi vì hắn cũng không biết nên tìm kiếm lý do thích hợp như thế nào. Ba người đều cảm thấy có chút bất an. Đây là Lâm Vô Nhai muốn bức chết chúng ta. Trong căn phòng xa hoa, mở miệng nói chuyện trước là Vương Đạo Tử, hắn tóc đen râu bạc cao lớn cường trắng, ngẩng mặt nghiêm túc, ngữ điệu ôn hòa, nhưng lời nói sắc bén giống như mang theo kim thiết. Trên bàn tròn gỗ đen bày một bàn cờ gỗ tròn, trên bàn cờ có quân cờ ba màu đen trắng đỏ. Đây là tam sắc kỳ độc hữu của Đại Ngụy quốc. Ba người đều nắm một màu, đen tròn, trắng vuông, đỏ tam giác. Loại cờ này còn được gọi là trí kỳ, là một loại cờ cực kỳ khảo nghiệm trí lực, cần ba người kỳ lực tương đương chơi thì mới thú vị. Nếu một phương trong đó kỳ lực tài chơi cờ quá kém, nhất định sẽ bị giết cho không còn một mảnh giáp. Đương nhiên cho dù là một phương thua, hai phương còn lại cũng có thể tiếp tục, cho đến khi phân ra thắng bại. Từ bàn cờ cũng biết, bàn tam sắc kỳ này đã thành cài răng lược, tình hình chiến đấu rất căng thẳng, nhất thời khó phân trên dưới. Bên trái Vương Đạo Tử là một lão nhân một vẻ mặt tiêu tụy, lão nhân tóc khô vàng, nhưng buộc rất chỉnh tề, hắn thỉnh thoảng lại ho khan mấy tiếng, dường như thân nhiễm bệnh hiểm nào. Hắn hờ hững đẩy quân cờ đỏ tam giác trong tay, ăn một quân cờ đen tròn. Tam sắc kỳ khi cờ ăn cờ cũng phải vô cùng thận trọng, bởi vì tùy thời đều có khả năng xuất hiện tình huống trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi. Kỳ thủ không chỉ phải nhìn kẻ địch trước mắt, còn phải nhìn chỉnh thể ván cờ, cân nhắc biến hóa được mất mang đến, đây là chỗ khó của tam sắc kỳ. Ngươi thực sự có năng lực nắm chắc toàn cục thật sự quá ít. Sau khi ăn một quân, lão nhân vẻ mặt tiều tụy mới chậm rãi nói, loại người tùy ý làm bậy như Lâm Vô Nhai, sớm muộn gì cũng sẽ mang đến họa diệt quốc cho Đại Ngụy chúng ta. Cao Sơn huynh nói rất có lý. Tiêu Hội ngồi bên phải Vương Đạo Tử mỉm cười nói, hắn ở trong ba người nhìn thì trẻ tuổi nhất, tóc đen râu đệt, vẻ mặt tuấn tú, phong lưu phóng khoáng. Tiêu Hội gọi Cao Sơn huynh là vì lão nhân tên là Diệp Cao Sơn. Ba người tuổi tác có chênh lệch, nhưng không tính là quá lớn, khi không có người lạ, xưng hô cũng lộ ra tùy ý một chút. Bọn họ là tam tướng không ai không biết không ai không hay của Đại Ngụy. Hữu tướng Tiêu Hội phụ trách khởi thảo chiếu thư, trung tướng Vương Đạo Tử xét duyệt chiếu thư, tả tướng Diệp Cao Sơn hạ hạc lục bộ phụ trách chấp hành. Nhìn thì phân công rõ ràng, nhưng trên thực tế rất nhiều chuyện đều do ba người thương nghị mà quyết định. Chương 1352, Tam tướng 2. Thánh thượng từ ngày đầu tiên đăng cơ đã không để ý đến chính sự. Vì vậy trong ngoài Đại Ngụy không ít người nói tam tướng và gian tướng, độc đoán triều dã, mưu đồ lợi ích cho thế gia, không để ý tới sinh tử của thiên hạ. Trên thực tế căn bản không phải là như vậy, trong triều thế lực đan xen, bọn họ là tam tướng cũng không thể độc đoán triều dã, chỉ là ở bên ngoài, thế lực quan trường của thư viện đã có thể chống đỡ với thế lực thế gia do tam tướng cầm đầu. Tiêu Hội tay cầm quân cờ đen tròn lựa chọn lui một bước, tiếp tục nói, có điều Lâm Vô Nhai muốn bức chết chúng ta không phải là chuyện rất bình thường sao? Cái này có gì mà phải ngạc nhiên? Quân cờ trắng vuông của Vương Đạo Tử ăn một quân cờ đen tròn, lần này thì khác, tất cả đề thi hắn chế định ở đại khảo lớp chữ giáp dường như đều nghiêng về phía thế gia, có lợi cho thế gia. Hiện tại trong ngoài đều nổi lên không ít tiếng chê trách, nói đề chi lần này căn bản không phải là Lâm Vô Nhai làm ra, mà là ba chúng ta gây nên. Miếng bánh lớp chữ giáp lớn như vậy, ai dám đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Chuyện bình thường thì chúng ta đều có thể nhịn, những đồ tử đồ tôn của Lâm Vô Nhai bôi xấu thanh danh của chúng ta cùng lắm cũng xem như chúng ta tự bôi, nhưng lần này không được, nỗi oa này chúng ta không thể gánh được. Diệp Cao Sơn nhìn bàn cờ, suy tư hướng đi của ván cờ, hư lạnh nói, ta sớm đã nói rồi, phải đoạt lại quyền đại khảo lớp chữ giáp, các ngươi cứ do dự, để Lâm Vô Nhai có thể độc tài việc này, mới có mối họa hôm nay. Thế ra chúng ta thiên tài xuất hiện lớp, chỉ cần công bằng thì đối với con cháu thế gia mà nói chính là lợi ích lớn nhất, việc gì phải chọn dùng phương thức sát hạch không công bằng đó để phân cao thấp với cho đệ tử hàn môn. Đáng tiếc việc đơn giản dễ hiểu như vậy, thế nhân lại ngu dốt không nhìn ra, thường thường rất dễ bị dẫn lầm đường. Hành động này của Lâm Vô Nhai đúng là giết người chu tâm. Diệp Cao Sơn lại ăn một quân cờ trắng vuông, rất có khí thế hào hùng. Một đấu hai, Tiêu Hội nhón một quân cờ đen tròn, trầm giọng nói, lời này của Cao Sơn huynh sai rồi, không phải chúng ta không muốn đoạt lại quyền đại khảo lớp chữ giáp, mà là thư viện nắm chặt không chịu buông tay. Chúng ta đã nhiều lần để các thập di thượng tấu công kích việc này, yêu cầu trả lại quyền đại khảo lớp chữ giáp vốn thuộc về Đại Ngụy triều cho triều đường, nhưng thánh thượng làm thế nào? Vĩnh viễn đều lưu chung bất xuất. Lưu chung bất xuất chính là giữ tấu chương lại trong cung cấm, không nghị luận cũng không phê đáp. Diệp Cao Sơn đặt quân cờ đỏ tam giác vào trong ô cờ, hắn thở dài nói, thánh thượng ngu ngốc, sùng tín tiểu nhân gian tà Lâm Vô Nhai, khiến quốc sự thối nát như vậy. Đáng tiếc ba người chúng ta nỗ lực tu bổ duy trì Đại Ngụy không đỏ, không ngờ bị thế nhân coi là gian tướng, thật sự đáng giận. Không phải Diệp Cao Sơn không cẩn thận, cũng không phải Diệp Cao Sơn tin hai người Vương Đạo Tử, Tiêu Hội sẽ không bắn đứng hắn, mà là mang thánh thượng ngu ngốc ở bản triều chính là chuyện bình thường. Nếu vị thánh thượng cả ngày nằm ngồi ở kính cung uống rượu mua vui, đối với người khác mắng hắn vẫn có một chút phản ứng, vậy tuyệt đối đáng để quần thần trên dưới Đại Ngụy chạy tới bẩm báo. Đừng nói là ở sau lưng mắng vài câu, cho dù là thẳng mặt tức giận mắng cũng là chuyện thường. Nhưng mắng thì mắng, tuyệt đối không thể nói ra thô ngôn uế ngữ làm nhục tư văn, bằng không ai cứu được người mắng chửi. Nhắc tới thánh thượng, ba người đều hơi trầm mặc một lúc. Đối với vị thánh thượng cao tại thượng này, tâm tình của ba người bọn họ đều rất phức tạp, cũng không hiểu người đó rốt cuộc muốn làm gì. Vì sao đế hoàng các đời của Lý thị đều là như vậy? Tiêu Hội ăn một quân cờ của Vương Đạo Tử, nhưng câu nói kế tiếp của Tiêu Hội lại không nói ra được, bởi vì ánh mắt của Diệp Cao Sơn và Vương Đạo Tử đều nghiêm khắc nhìn hắn. Tai vách mạch rừng, nói đương kim thánh thượng thì được, nhưng không thể dính dáng tới những Đại Ngụy đế hoàng đã mất, đây là thiết luật mà các thế gia trọng thần một mực cần thủ. Tiêu Hội cười nói, quyền của đại khảo lớp chữ giáp hiện tại cho dù đoạt lại cũng đã muộn rồi. Bất kể Lâm Vô Nhai làm như vậy có phải nhằm vào chúng ta hay không, có phải nhằm vào thế gia hay không, nhưng việc này đã rước lấy không phải chê trách, dù sao chúng ta cũng phải có chương trình ứng đối, không thể khoanh tay chịu chết như vậy được. Vương Đạo Tử rút quân cờ trên bàn cờ một bước, tránh để rơi vào trong cạm bẫy Diệp Cao Sơn bày ra. Kỳ thật ta cảm thấy không cần làm gì cả, tĩnh quan kỳ biến chính là thượng sách, người bên ngoài không biết, nhưng trong triều đường đều biết đại khảo lớp chữ giáp chính là Lâm Vô Nhai tùy ý làm bậy, khư khư cố chấp. Chương 1353, Tam Tướng. Hiện tại thi về giã đã qua, có không biết bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi đã chết ở những hiểm địa đó, lại thêm một chi đấu lôi đài di điểm gần như là tự giết lẫn nhau. Dưới tình cảm quần chúng sôi trào, thư viện còn có thể chống đỡ được bao lâu? Vương Đạo Tử cười lạnh một tiếng, đến lúc đó chúng ta lại lửa cháy đổ thêm dầu, cho dù Lâm Vô Nhai là thánh nhân thư viện, cũng phải cho thiên hạ một công đạo. Cho dù hắn có công tòng long, thánh thượng còn có thể một mực che chở hắn sao? Hắn đây là tự chui đầu vào giọ. Đạo Tử huynh, Diệp Cao Sơn ho khan. Sau khi hắn dừng ho vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ, chỗ dựa lớn nhất của Lâm Vô Nhai chưa bao giờ là thánh thượng, mà là cảnh giới tu vi của bản thân hắn và thư viện. Nếu hắn cứng rắn giữ vững cả một cách nói cũng không đưa ra, chúng ta có biện pháp gì? Vấn đề này Vương Đạo Tử đã sớm cân nhắc qua, sắc mặt hắn hơi trầm xuống nói, vậy bức thánh thượng và Lâm Vô Nhai trở mặt, bức thư viện phải cách ly với hắn. Biện pháp là con người nghĩ ra. Cảnh giới tu vi của Lâm Vô Nhai là cao thật, nhưng nếu hắn ở vào kết cục bị chúng bạn xa lánh, đơn độc một mình, ba người chúng ta, mấy vị đại nội tổng quản của hoàng cung, đại cung phụng hoàng thất tông chủ Kiếm Tông, giáo chủ Tây Man Trùng giáo, lại thêm đại Phật tự, cho dù lão thủ tọa không chịu ra tay, nhưng có hiện thủ tọa đại Phật tự, chẳng lẽ đám người chúng ta lại không giết được một Lâm Vô Nhai sao? Tiêu Hội và Diệp Cao Sơn nhìn nhau, không còn tâm tình chơi cờ nữa. Tiêu Hội trầm mặc một chút nói, trước tiên không nói những đồ đệ đó của hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho dù chúng ta dùng đại nghĩa bức bọn họ không ra tay, thuyết phục tất cả cao thủ xuất động vây giết hắn, nhưng sau khi đánh một trận, chúng ta còn có thể còn lại bao nhiêu người? Diệp Cao Sơn nói tiếp, cho dù ta hận Lâm Vô Nhai tới thấu xương, nhưng cái giá để giết hắn là quá lớn, đại kiếp không biết lúc nào sẽ đến, chúng ta không thể thừa nhận được hao tổn như vậy. Vương Đạo Tử cũng buông quân cờ, hắn chậm rãi nói, Lâm Vô Nhai không phải là bệnh nấm ngoài da gì, mà là tâm phúc chi hoạn của chúng ta, hắn một ngày không chết, thế ra chúng ta vĩnh viễn không có ngày lật mình, đại kiếp. Nói không chừng đại kiếp chưa tới chúng ta đã bị Lâm Vô Nhai giết rồi. Càng đừng nói đại kiếp hư vô mờ mịt, không ai nói chắc được lúc nào nó sẽ tới. Các ngươi phải hiểu rằng, Lâm Vô Nhai mới là đại kiếp của chúng ta. Tiêu Hội. Diệp Cao Sơn trầm mặc, Tiêu Hội thở dài, Đạo Tử huynh nhìn rất thông thấu, nhưng muốn giết Lâm Vô Nhai nào có dễ. Đây là nan đề khó giải quyết nhất khi chúng ta vừa trở thành tể tướng đã phải đối mặt. Chậm rãi mưu đồ là được. Diệp Cao Sơn nắm tay che miệng ho khan. Lời Cao Sơn huynh nói rất hớp lòng ta. Sắc mặt Vương Đạo Tử bình tĩnh nhìn về phía bàn cờ, kê sự như cờ, chúng ta tiến bước nào rào bước nấy. Hiện tại bước đầu tiên là khiến Thánh Thượng tỏ thái độ. Thánh Thượng luôn tránh ở trong kính cung, có thể không hỏi chính sự thì không hỏi, nhưng đại sự bực này không cho phép hắn không tỏ thái độ. Trên mặt Diệp Cao Sơn lộ ra nộ ý nói. Sau khi trở về, bảo người dưới khởi xướng vạch tội đối với đại khảo lớp chữ giáp. Tiêu Hội cười to nói. Ta nghĩ những thế gia có đệ tử ưu tú chết trong chi Việt xã sẽ nguyện ý giúp chúng ta một tay. Lâm Vô Nhai coi thiên tài Đại Ngụy như cỏ rác, khiến cho Đại Ngụy tổn thất vô số lương đống tương lai, sao Thánh Thượng có thể coi như không thấy. Tiếng cười của Tiêu Hội bén nhọn âm nhu, hắn cũng phát giác ra. Rất nhanh liền ngừng cười. Vương Đạo Tử và Diệp Cao Sơn đều coi như không phát hiện, trên mặt Vương Đạo Tử lộ ra vẻ lo lắng nói. Ta sợ là Thánh Thượng không chịu tỏ thái độ, những năm này thế lực lớn nhỏ phát sinh xung đột ầm ĩ tới tận tai Thánh Thượng. Thánh Thượng bình thường không muốn để ý tới, hắn lại một mực coi Lâm Vô Nhai là thầy. Nếu Thánh Thượng không tỏ thái độ, vậy bước đầu tiên bọn họ sẽ không bước ra được. Tất cả mọi chuyện Thánh Thượng đều có thể tùy ý làm bậy, nhưng việc này thì không được. Diệp Cao Sơn trầm giọng nói hắn phải tỏ thái độ. Trong thư viện tiếng người ồn ào, Chu Phàm Dịch Dung chỉ lẳng lặng nhìn. Trong lòng hắn lại có hiểu biết khá sâu về không khí cởi mở của Đại Ngụy, trong dân không thiếu người nhục mạ thánh nhân hồ đồ, cho dù thư viện là địa bàn của thánh nhân. Những giáo tập ở bên cạnh nhìn đều cũng không bác bỏ ý của thí sinh. Chỉ độc có những người bởi vì cãi nhau muốn trực tiếp động thủ mới bị ngăn cản. Nhưng bất kể trong lòng có oán khí bao lớn, trong tiếng tranh cãi ầm ĩ, giáo tập mang tới quỷ thệ phù, bảo thí sinh lập quỷ thệ rồi có thể rời khỏi. Chương 1354. Phân tích. Về phần có thí sinh không muốn lập quỷ thệ, cũng có thể rời khỏi. Nhưng sẽ bị coi là từ bỏ tư cách thi. Cuối cùng người từ bỏ rời khỏi là ít ỏi có thể đếm được. Xem ra ở đâu cũng không thoát khỏi được định luật chân hương. Chu Phàm thở dài trong lòng, sau khi hắn lập quỷ thệ trước mặt một giáo tập, không giống như lần trước vội vã đi chép lại quy tắc chi tiết của lôi đài thí. Bởi vì thứ này rất nhanh sẽ được lưu truyền ở trong Cao Tượng Thành, đợi đi mua một bản về nghiên cứu kỹ là được rồi. Trình độ khốn nạn của lôi đài thí lần này hơn xa tưởng tượng của hắn. Hắn phải mau chóng trở về chuẩn bị một phen mới được. Chu Phàm vừa định rời khỏi, Lý Trùng Nương lại bước về phía hắn. Điều này khiến Chu Phàm hơi kinh ngạc. Với bộ dạng hiện tại của hắn, Lý Trùng Nương chắc không nhận ra mới đúng. Lý Trùng Nương đi đến gần nhìn chằm chằm vào mặt Chu Phàm, sau đó nàng thướt tha trì lễ. Chu đại ca. Lý Trùng Nương đã nhận ra hắn, khiến Chu Phàm hơi ngẩn ra nói. Trùng Nương, ngươi làm thế nào mà nhận ra ta? Hắn không chỉ Dịch Dung, cho dù là đao gì mang theo tùy thân cũng bị hắn dùng một tầng vải lam bọc lại, ba người Tào Diên Phóng cũng không thể nhận ra hắn. Lý Trùng Nương che miệng cười nói. Ta ở trong sân không nhìn thấy Chu đại ca, sau đó nhìn chung quanh. Phát hiện kiểu tóc kỳ lạ của Chu đại ca, lại đối chiếu một chút với chiều cao cử chỉ của Chu đại ca, liền đoán được là Chu đại ca. Chu Phàm nghẹn lời rồi, hắn không ngờ Lý Trùng Nương lại thận trọng như vậy. Cửu Nguyệt huynh đệ à, sau này nếu ngươi muốn trộm thịt sống ở bên ngoài, vậy phải cẩn thận đó. Chu Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy không đúng. Lý huynh có thể lấy được nữ tử như vậy, việc gì còn phải đi vụng trộm. Lý huynh cho dù ngoài mặt nhìn thì là loại tay chơi hoa nhà không bằng hoa dại, nhưng trên thực tế ngay cả kỹ viện cũng bốc phét là thường xuyên tới. Trong lòng Chu Phàm sộc lên đủ loại suy nghĩ loạn thất bát tao, hắn bất đắc dĩ nói. Đa tạ Trùng Nương nhắc nhở, xem ra sau này nếu ta Dịch Dung, phải chú ý ngôn hành một chút mới được. Vậy thì không cần, nếu không phải ngươi vô cùng quen thuộc với Chu đại ca, chắc cũng không nhận ra. Nói tới đây, Lý Trùng Nương tạm dừng một chút, cười cười. Sau đó nói, Chu đại ca, chúng ta cùng nhau trở về đi. Nàng là cảm thấy lời nói vừa rồi quá ám muội à? Xem ra Trùng Nương cũng biết phải bảo trì cự ly thích hợp với ta. Trong lòng Chu Phàm nghĩ việc này, tâm tình có chút khác thường, chỉ lật đầu. Hai người rất nhanh liền đi đến ngoài thư viện. Trên đường vẫn không ít tiếng nghị luận về chi đấu lôi đài, Quá nhiều người tỏ vẻ khó hiểu với quy tắc thi đấu lôi đài như vậy. Cho đến khi Chu Phàm và Lý Trùng Nương ra khỏi cửa lớn thư viện, đi đến chiếc phù sa mà Lý Trùng Nương thường xuyên sử dụng, mới không nghe thấy những thanh âm này. Hôm nay người điều khiển xe ngựa đổi thành Trần Bác Bì. Trần Bác Bì nhìn Chu Phàm dịch dung, trên mặt nàng ngược lại không có quá nhiều biểu cảm. "Trần tiền bối." Chu Phàm khách khí gọi. Trần Bác Bì hơi lật đầu, vẫn không nói gì. Chu Phàm và Lý Trùng Nương lên xe ngựa, Lý Trùng Nương mới cười nói: "Lão Lưu phải phụ trách sinh ý trong nhà chúng ta, sau này chính là Bác Bì thầm thầm chiếu cố ta." Chu Phàm gật đầu, nghi chắc trước kia Lưu Tam Hỏa làm mã phu, cũng bởi vì Trần Bác Bì từ xa chưa tới kịp. Thế ra đại phú đối với khác biệt nam nữ vẫn coi rất nặng. Trần Bác Bì thực lực cao siêu, có nàng ở bên cạnh chiếu cố Lý Trùng Nương, hoàn toàn không cần Chu Phàm lo lắng cho an toàn của Lý Trùng Nương. Xe ngựa chậm rãi khởi động. "Chu đại ca, ngươi có cái nhìn thế nào về chi đấu lôi đài lần này?" Lý Trùng Nương mở miệng hỏi. "Còn có thể thế nào nữa, đương nhiên là nằm sen rồi." Trong lòng Chu Phàm hiện lên lời nói dí dỏm như vậy, nếu là Lý Cửu Nguyệt ở trước mặt, hắn sẽ nói ra, nhưng đối diện là Lý Trùng Nương, hắn ngược lại không thích hợp nói như vậy, mà là đứng đắn nói. "Lần lôi đài thí này rất hung hiểm, khẳng định có không ít thí sinh vì đoạt được thứ hạng tốt hơn mà hạ tử thủ với đối thủ của mình. Giết chết một thí sinh có thể có được 2 điểm, mà đánh bại một thí sinh chỉ có thể đạt được 1 điểm, đây chính là chênh lệch gấp đôi. Hạ sát thủ cũng không phải chuyện khó có thể lý giải. Còn nữa chính là so đấu không có quy tắc. Đến lúc đó cũng sẽ có không ít thí sinh tìm được khí cụ phù lục cường đại, rất có thể sẽ luân lạc thành đấu tài lực. Cái này cũng khó trách có thí sinh nói lôi đài thí này cũng giống như thi Việt giã, đều lang nghiêng về con cháu thế gia tài lực hùng hậu." Chu Phàm nói tới đây hơi nhướng mày, hắn tự giễu. "Ta cũng có chút hoài nghi thánh nhân có phải điên rồi không? Bằng không quy tắc như vậy không khỏi quá không công bằng. Quá tàn nhẫn." Chương 1355, phân tích 2. Lôi đài thí cũng không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài vẫn lạc ở trong đó. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn biến thành ngưng trọng, hắn tiếp tục phân tích. "Hơn nữa cho dù giết những thiên tài đó, cũng sẽ có phiền phức nhiều không đếm được đang chờ người thắng. Những thế gia đó, thân nhân của bọn họ sẽ chịu để yên sao? Thư viện sẽ không có lực lượng bình ổn nộ khí của tất cả thế gia cho người thắng. Như vậy người thắng phải tự mình nghĩ cách bình ổn nộ khí của những thế gia đó. Nhưng đây là Tử Cừu, nào có dễ bình ổn dễ dàng như vậy, sợ rằng không chết không ngừng là không chết không ngừng." Lý Trùng Nương nghe đến đây, sắc mặt nàng cũng nghiêm lại, vậy biện pháp thích hợp nhất chính là ở trong lôi đài không giết chết những đối thủ đó. "Nhưng người khác giết, chúng ta không giết thì điểm sẽ bị tụt lại, hơn nữa một số thí sinh biết chúng ta không dám giết hắn. Khi đánh nhau hắn hoàn toàn có thể phóng tay phóng chân, những người không dám giết người như chúng ta ngược lại sẽ bó tay bó chân. Đến lúc đó rất có thể sẽ rơi vào hạ phong, lâm vào khốn cảnh." Chu Phàm thở dài nói, "Lôi đài này không dễ đánh, so với thi Việt xã thì phiền hơn nhiều, trừ khi là một số người đến từ thế gia hoặc có bối cảnh thâm hậu, dám tùy ý triển khai, tùy ý giết chóc mà không sợ bị người khác trả thù. Cái này quả thật rất phiền." Mày ngài của Lý Trùng Nương nhíu lại, "Có điều những cái này đều là lời suy đoán của chúng ta, chưa chắc đã chuẩn xác, vẫn phải nghiên cứu quy tắc chi tiết của lôi đài thí rồi mới có kết luận. Còn nữa phải xem bên thư viện sẽ xử lý ra sao." Trong lòng Chu Phàm hiểu rằng, bên thư viện chắc sẽ không công khai tất cả nội dung về lôi đài thí. Có một bộ phận nội dung sẽ giống như thi Việt giã, vào ngày diễn ra mới được biết. Vì sao thánh nhân muốn làm như vậy? Chu Phàm có chút khó hiểu. Ở trong mắt hắn, 3 mục văn thí, thi Việt giã, lôi đài thí đều khó có thể nhìn ra sự nhìn xa trông rộng của thánh nhân, ngược lại là giống như một tiểu hài tử càng quấy tùy ý lựa chọn quy tắc tỷ thí. Lý Trùng Nương nhìn vẻ nghi hoặc lộ ra trên mặt Chu Phàm, nàng mím môi nói, "Ta cũng không hiểu, nhưng thánh nhân hắn là một người tốt." "Người tốt?" Chu Phàm có chút kinh ngạc trước đánh giá đối với thánh nhân của Lý Trùng Nương. "Trùng Nương đã từng gặp vị thánh nhân thư viện đó rồi à?" Lý Trùng Nương lắc đầu nói, "Chưa từng gặp, nhưng thánh nhân thư viện bảo hộ đại ngụy nhiều năm, hắn sẽ không hại đại ngụy. Vậy có thể là thượng tầng đại ngụy đã phát sinh một số biến hóa đặc thù." Chu Phàm nghĩ một chút rồi nói, "Nhưng bất kể là như thế nào, việc này đều không liên quan tới chúng ta chỉ cần cân nhắc làm thế nào để đạt được điểm cao trong cuộc thi này." Dưới sự phân phó của Lý Trùng Nương, xe ngựa rất nhanh đã tới Vạn Bảo Các, bọn họ xuống xe. Xuống xe không bao lâu, quy tắc của lần lôi đài thí này đã được người dưới cầm về. Chu Phàm và Lý Trùng Nương đọc kỹ lại quy tắc chi tiết, cũng thương lượng một lúc, dần dần có được nắm bắt cơ bản về lần lôi đài thí này. Đã cho phép sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, tu vi võ kỹ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi là khó có thể có được nhiều đề thang, vậy phương hướng chuẩn bị chỉ có thể đặt trên ngoại vật như phù lục, khí cụ, dược vật. Chu Phàm uống ngụm trà, nói, "Chu đại ca nói có lý, thí dụ như phù lục, đến lúc đó đừng nói là phù lục ngân cấp thượng phẩm. cho dù là phù lục kim cấp thượng phẩm cũng có khả năng xuất hiện. Lý Trùng Nương hơi gật đầu. Những thứ như khí cụ, dược Phật tất nhiên là được quan tâm nhất. Một số thế gia để khiến đệ tử nhà mình có thể tiến vào lớp chữ giáp, thậm chí có thể dồn hết tất cả. Có điều Chu đại ca cứ yên tâm, ta sẽ bảo Vạn Bảo Các tận lực đi thu thập những ngoại vật này, chắc không đến mức tụt sau thí sinh khác. Chu Phàm không cự tuyệt hảo ý của Lý Trùng Nương, mà là kết hợp với tình huống của mình đưa ra một số yêu cầu đối với đan dược, phù lục, khí vật. Lý Trùng Nương bảo trưởng quỹ của Vạn Bảo Các ghi lại yêu cầu của Chu Phàm, sau đó nghiêm túc đi thu thập. Chu Phàm đưa một nửa ngân phiếu trên người cho trưởng quỹ, xem như tiền cọc. Hắn không cự tuyệt hảo ý của Lý Trùng Nương, nhưng tiền muốn trả thì vẫn phải trả. Dưới sự ra hiệu của Lý Trùng Nương, trưởng quỹ thu lấy tiền cọc, đi làm việc. Lôi đài thí của đại khảo lớp chữ giáp không hạn chế do đấu, trong thành hiện tại cũng không biết có bao nhiêu thí sinh đang điên cuồng thu thập ngoại vật lợi hại có thể dùng trong chiến đấu. Vạn Bảo Các nội tình thâm hậu, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn thu thập đủ ngoại vật thi đấu mà Chu Phàm và Lý Trùng Nương cần, động tác phải nhanh. Chương 1356. Ra khỏi thành. Chuyện thập ngoại vật giao cho Vạn Bảo Các đi làm. Chu Phàm và Lý Trùng Nương lại thảo luận một lúc về chuyện lôi đài thí, mời Cao Tử rời đi. Sau khi trở lại phòng khách sạn, Chu Phàm lại suy tư một lúc về chuyện lôi đài thí, hắn mới triệt để buông bỏ, sau đó đặt ánh mắt trên một chuyện cũng rất bức thiết khác. Đó chính là chuyện Triệu Nhã Trúc phụ thân. Nếu tới việc này, trên mặt Chu Phàm lộ ra vẻ ngưng trọng. Cho dù Triệu Nhã Trúc trước khi phụ thân đã lập lời thề song trọng, nhưng không phải nói phụ thân không có phiêu lưu. Nhớ tới Long Tố Đản lần trước Hắc Long phụ thân lưu lại, khóe miệng của Chu Phàm lại giật giật. Những người dẫn dắt này cho dù hứa sẽ không thương tổn hắn, nhưng bọn họ đều kẻ điên bị nhốt đã lâu, vì bỏ chạy nói không chừng sẽ ngay cả mạng của mình cũng mang ra đánh cuộc, càng đừng nói là thề thốt gì đó, rất dễ liên lụy cào vào. Nhưng việc này không thể tiếp tục kéo dài, phải mau chóng giải quyết. Đương nhiên khả năng Triệu Nhã Trúc sẽ nổi điên đến ngay cả mạng cũng không cần là rất nhỏ, chỉ cần nàng còn tức mạng, không thể không cố kỵ mạng của Chu Phàm, bằng không nàng bỏ chạy cũng sẽ gặp phải sự phản phệ đạo tâm. Chu Phàm ở trong phòng suy nghĩ một hồi lâu, mày hắn chậm rãi nhăn lại. Vấn đề lớn nhất của phụ thân là ở chỗ thân thể thoát ly sự nắm giữ của hắn, rơi vào trong tay Triệu Nhã Trúc. Sau khi phụ thân, hắn sẽ không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Nhã Trúc khống chế thân thể hắn thử thoát khỏi sự khống chế của thuyền. Hơn nữa hắn cũng không biết Triệu Nhã Trúc sẽ làm thế nào. Cái này là rất khó đề phòng. Sau khi Chu Phàm suy nghĩ vài loại tình huống có thể xuất hiện, mình nên ứng đối như thế nào, hắn thở hắt ra, thu thập đồ đạc một chút, lại ở trong phòng dịch dung một phen, mới nhân lúc ngoài phòng không có người, lặng lẽ ra khỏi phòng xuống lầu rời khỏi khách sạn. Sau khi rời khỏi khách sạn, Chu Phàm lại thêm một chiếc xe ngựa, bảo xe ngựa đưa hắn ra khỏi thành. Ra đến ngoài thành, sau khi tới ranh giới an toàn mà xe ngựa Nguyệt Tí đi tới, xe ngựa ngừng lại. Chu Phàm mặc áo dài có mũ liền màu đen, mặt được bao phủ dưới mũ, không nhìn rõ bộ dạng của hắn, tiền xe sớm đã trả trước, hắn phiêu nhiên rời đi. Sa Phu cũng biết, dám đơn độc một mình hành tẩu ở dã ngoại phần lớn là võ giả, trong võ giả có không ít người tính cách cổ quái, hắn cũng thấy nhiều rồi, chẳng có gì lạ. Giơ roi, thúc giục ngựa quay đầu xe, chạy vào trong thành. Nếu không phải Sa Phu đều rất nghèo, võ giả lại không đi đánh cướp Sa Phu bần cùng, hắn cũng không dám một mình đưa võ giả đến loại địa phương này. Chu Phàm toàn thân bọc trong áo dài độc hành ngoài hoang dã, một mực đi mấy chục trượng, tiến vào trong một rừng cây. Ngục, một mũi tên tỏa ra quang mang màu tím bắn nhanh ra, nhắm thẳng vào Chu Phàm đang đi. Mũi tên xuyên qua áo đen liền mũ, tiếp tục đi qua, liên tiếp bắn rẽ mấy cái cây mới cắm vào mặt đất, nổ ra một cái hố sâu. Sau khi áo bị xuyên qua, rơi xuống đất, bên trong không có ai. Người bắn tên hơi ngẩn ra, có điều rất nhanh hắn biến mất khỏi vị trí trước đó, sau khi đổi một vị trí khác. Sau khi xác nhận không gặp phải tập kích, tâm thần căng thẳng của hắn mới khẽ buông lòng. Ánh mắt hắn nghiêm lại, nhìn áo liền mũ rơi xuống đất, hắn không tới vấn đề kiểm tra, bởi vậy làm vậy rất nguy hiểm. Hắn biết, không chỉ một mình hắn nhằm vào mục tiêu, hắn lờ mờ cảm thấy chung quanh còn ẩn tàng 3 đến 4 người, nhưng hắn không thể tìm ra vị trí của những người này. Những người này hiển nhiên cũng giống như hắn, đều đến ám sát mục tiêu. Hiển nhiên mục tiêu không biết đã dùng loại biện pháp nào biến mất rồi. Người bắn tên thở dài, hắn hiểu nhiệm vụ đã thất bại, rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Khoảng quá nửa canh giờ, trong rừng cây mới có một người áo đen dáng người gầy yếu chậm rãi bước ra, hắn rụt rè tới gần chỗ áo đen rơi xuống đất. Sau khi thông qua một loạt thủ đoạn xác nhận không có cạm bẫy, hắn dùng vào kiếm gầy vầy áo, lại nhất thời khó có thể nhìn ra có chỗ nào đặc thù. Hắn rốt cuộc đã dùng biện pháp gì, có thể biến mất triệt để như vậy? Hạng nhất tạm thời của đại khảo lớp chữ giáp này quả nhiên không thể khinh thường. Người đó người thấp giọng lẩm bẩm, hắn lại nghiêm túc nhìn chằm chằm áo đen, mới phát hiện bên trong áo có hơn 10 sợi tóc ra thì không còn bất kỳ phát hiện gì. Chẳng lẽ vấn đề là ở trên sợi tóc à? Trong tư liệu nói Chu Phàm là một kẻ đầu trọc, nhưng khi hắn dịch dung sẽ mang tóc giả, sợi tóc này đến từ tóc giả, chắc vấn đề không lớn. Người đó không ở lại lâu, hắn thi triển thân pháp rời đi theo phương hướng nào đó. Chủ nhân, Tiểu Quyền bị công kích, ta đã dựa theo phân phó của ngươi. Để Tiểu Quyền tự động hóa thành tóc. Tiểu Quyền ngồi trên vai Chu Phàm mở mắt nói. Chương 1357, phụ thân. Khi ở trên xe ngựa, Chu Phàm đã cởi ra áo đen liền mũ, sau đó Tiểu Quyền phân ra mấy chục phân thân, trong áo đen, tạo thành thân thể không khác gì với Chu Phàm. Đợi sau khi Sa Phu nói đến nơi rồi, bảo Tiểu Quyền lập tức xuống xe không nói gì rời đi, mà Chu Phàm sớm đã thông qua ẩn giáp ẩn thân, cho dù Sa Phu quay đầu nhìn thùng xe, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của Chu Phàm. Đợi qua một đoạn thời gian, Chu Phàm mới lặng lẽ xuống xe, thi triển thân pháp cấp thuấn di mang theo Tiểu Quyền đi theo phương hướng khác. Hiện tại nghe thấy Tiểu Quyền bị công kích, sắc mặt Chu Phàm lạnh lùng, hắn không bất ngờ với kết quả này. Ở trong Cao Tượng Thành, những người đó có nhiều cố kỵ, không dám xuất thủ với hắn, bằng không Chu Phàm vốn chính là xuất thân Nhi Loan Ti. Nếu hắn ở trong thành bị tập kích, Nhi Loan Ti khẳng định sẽ không chịu để yên, thế nào cũng phải tra ra manh mối thì mới thôi. Nhưng ở hoang dã ngoài thành không chịu phạm vi quản hạt của tuần tra thì lại khác. Ngoài hoang dã cho dù có người chết, vẫn cũng có thể đổ cho quái quyệt làm. Đây là thời cơ xuất thủ thích hợp nhất của những người muốn nhàng vào hắn. Cho nên Chu Phàm mới phí tâm nghĩ ra kế kim thiền thoát xác như vậy. Kỳ thật hắn có thể trước tiên dựa vào ẩn giáp rời khỏi khách sạn. Sau khi rời khỏi khách sạn, cho dù hắn không thể dựa vào ẩn giáp vượt qua phòng thủ ở cửa thành, nhưng cũng có thể thoát ly trạng thái ẩn giáp lại dịch dung rời khỏi Cao Tượng Thành. Như vậy sẽ thoải mái hơn quang minh chính đại ra khỏi khách sạn mới kim thiền thoát xác nhiều. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, mà là muốn mượn điều này để kiểm tra xem có ai sẽ nhằm vào hắn hay không. Quả nhiên có người muốn giết hắn, vậy có thể là ai muốn giết hắn? Ai muốn giết hắn? Chu Phàm lắc đầu, chuyện này rất khó đoán được, bởi vì cho dù các thí sinh lớp chữ giáp đều lập quỷ thệ, không cho phép dùng bất kỳ hình thức nào thử quấy nhiễu thí sinh khác. Như quỷ thệ cũng không phải đáng tin cậy tuyệt đối, những thế lực sau lưng thí sinh là có thể qua mắt được, không cho những thí sinh đó biết. Từ đó có thể vòng qua quỷ thệ. Như vậy phạm vi là rất lớn. Hơn nữa còn không loại trừ một số vấn đề ý đồ kích sát hắn để dẫn tới Thác Phương chú ý vấn đề quy tắc không công bằng của sát hạch lớp chứa giáp. Đã không thể biết được. Chu Phàm cũng không tiếp tục nghĩ nữa. Hiện tại hắn đã là hạng nhất 2 mục, hấp dẫn không ít ánh mắt. Khó tránh khỏi sẽ phải thừa nhận một số nguy hiểm. Cho dù trở lại Cao Tượng Thành, Chu Phàm cũng không định tiếp tục ở lại khách sạn trước đó, mà là tìm một chỗ ở khác, vượt qua 2 ngày này đã. Chu Phàm nhìn chung quanh một chút, cho dù đã cắt đuôi được một số người, nhưng hắn vẫn chưa thể xác định mình hiện tại đã triệt để an toàn. Nếu những người ở trong chỗ tối đang giám thị tìm kiếm cơ hội giết chết hắn, hắn muốn lôi ra cũng không dễ dàng gì. Chu Phàm phát ra một tiếng cười lạnh, thân thể hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, biến mất. Hắn lại sử dụng thân pháp cấp thuấn di điên cuồng chạy như điên ở dã ngoại. Khó tránh khỏi sẽ gặp phải một số nguy hiểm, nhưng với cảnh giới tu vi hiện tại của Chu Phàm, những nguy hiểm này đã không bằng những người theo dõi phía sau. Gặp phải quái quyệt tập kích, hắn có thể tránh đi, không tránh được thì dừng lại giết chết rồi lên đường tiếp. Cứ như vậy, hắn không ngừng biến hóa phương hướng, chạy vội nửa canh giờ mới ngừng lại. Nửa canh giờ, với tốc độ của hắn, đã cách Cao Tự Thành rất xa. Chu Phàm tin rằng, cho dù lúc trước thật sự có người ở trong chỗ tối giám thị hắn, hiện tại cũng đã bị cắt đuôi. Hắn không tin những người đó có thân pháp cấp thuần di như hắn. Cho dù có thân pháp cấp thuần di, cũng chưa chắc có chân khí hùng hậu và bản sự không ngừng hồi phục chân khí như hắn. Không có bản sự bực này, thân pháp cấp thuần di là không thể kéo dài. Cho nên xác suất có thể đuổi kịp tốc độ của hắn cơ hồ là bằng không. Đương nhiên cũng không loại trừ có võ giả có bản sự tìm người đặc biệt, có thể tìm được hắn. Chỉ là khả năng này quá nhỏ, Chu Phàm cũng biết không có biện pháp nào là an toàn tuyệt đối. Hắn hao hết tâm tư lựa chọn ra khỏi thành như vậy là để tránh Triệu Nhã Trúc phụ thân rồi từ đó tạo thành ảnh hưởng gì đối với Cao Tượng Thành. Điều này có thể sẽ dẫn tới một số bí mật trên người hắn bị bại lộ. Phụ thân ở dã ngoại mới an toàn tin cậy hơn. Hắn nhìn lướt qua chung quanh, chui vào trong một rừng cây hơi thưa. Vừa tiến vào rừng, Chu Phàm vòng một vòng, giết chết hết quái quyệt trong rừng. Hắn lại bố trí từng tầng phù trận ở trong rừng. Tiểu Quyền, thay ta giám thị chung quanh. Ta muốn ngủ một giấc. Chu Phàm nói xong nằm xuống. Tiểu Quyền từ trên người Chu Phàm nhảy xuống. Tiểu Quyền không ngừng phân liệt, nhảy nhót. Có một số còn trèo lên cây, nhìn chung quanh. Chương 1358, Phụ thân 2. Chu Phàm biết thời gian cấp bách, có khả năng sẽ xuất hiện người đuổi theo, nhưng hắn vẫn điều chỉnh hô hấp, qua một thoáng mới nặng nề thiếp đi. Chu Phàm vừa xuất hiện ở trên thuyền, Triệu Nhã Trúc và Thực Phù nhìn tới. ngươi đang làm gì thế? Ban ngày ban mặt lại tiến vào nơi này. Thực Phù hầm hầm nhìn Chu Phàm. Chu Phàm hơi ngẩn ra, lúc này mới có phản ứng. Nếu hắn xuất hiện ở trên thiền, Thực Phù cũng khó tránh khỏi ở ngoại giới cũng ngủ rồi kéo vào trong không gian này. Vạn nhất Thực Phù ở ngoại giới đang đánh nhau với quái quyệt hoặc ai đó, đột nhiên ngủ thiếp đi, đó chính là một chuyện rất nguy hiểm. Cho nên sự tức giận của Thực Phù là có thể lý giải. Chu Phàm lắc đầu nói, ta nhất thời quên việc này, có điều chúng ta rất nhanh sẽ có thể ra ngoài. Nói xong, Chu Phàm nhìn về phía Triệu Nhã Trúc nói, đợi lát nữa có thể phụ thân, ta gọi tên ngươi 3 lần. Ngươi bảo truyền cho phép một tia phân hồn của ngươi ra ngoài, bám vào trên người ta. Nhớ kỹ, ngươi đừng quên lời thề đã lập với ta, đừng có sảng bậy. Triệu Nhã Trúc bình tĩnh nói, ta hiểu rồi, hiện tại đưa ta ra ngoài đã. Chu Phàm lại yêu cầu, hắn phải mau chóng giải quyết chuyện phụ thân. Triệu Nhã Trúc bấm tay búng một cái, sương mù bay tới lượn lờ quanh người Chu Phàm, rất nhanh đã đưa Chu Phàm ra khỏi thiền. Ngoại giới thế nào rồi? Ngươi vẫn đi theo bên cạnh Chu Phàm chứ? Triệu Nhã Trúc vội hỏi Thực Phù. Không. Hắn rất giảo hoạt, thi triển thân pháp rất nhanh cắt đuôi ta rồi, ta không theo kịp hắn, nhưng ta biết phương hướng đại khái của hắn, đang đuổi theo phương hướng đó, ai biết lại bị hắn kéo vào. Thực Phù ảo não nói. Ngươi còn có thể theo kịp không? Triệu Nhã Trúc nhíu mày hỏi. Không dám đảm bảo. Thực Phù lắc đầu nói. Ta đưa ngươi ra ngoài đã, nếu hắn gọi ta, ta chỉ có thể phụ thân, ngươi mau tới, ngươi ở phương hướng nào? Ta đi tìm ngươi. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói. Thực Phù nghĩ một chút nói. Hắn ở phía đông của ta. Được, ta hiểu rồi. Triệu Nhã Trúc bấm tay búng một cái, dùng phương pháp đồng dạng đưa Thực Phù ra. Chu Phàm tỉnh lại ngay lập tức nhìn về phía Tiểu Quyền hỏi, ta ngủ bao lâu rồi? Tốc độ thời gian của Khôi Hà không gian là mơ hồ bất định, cho dù chỉ nói mấy câu cũng có khả năng đã trải qua một đoạn thời gian rất dài. Tiểu Quyền nghĩ một chút rồi nói, chắc không vượt quá 1 nén hương. Dưới sự dạy dỗ của Chu Phàm, Tiểu Quyền đã có khái niệm vẫn có đối với thời gian. 1 nén hương chính là không vượt quá nửa tiếng. Chu Phàm hơi gật đầu, sắc mặt trịnh trọng nói, Tiểu Quyền, ngươi về lại trên đầu ta, bảo Tiểu Quyền ẩn tàng, đợi lát nữa nếu xuất hiện vấn đề gì, ngươi nghe lệnh ta làm việc. Cho dù thân thể hắn bị khống chế, hắn vẫn có thể trao đổi với Tiểu Quyền. Thủ đoạn chuẩn bị của hắn không tính là nhiều, Tiểu Quyền chính là một trong số đó. Tiểu Quyền nghe lời hóa thành sợi tóc thuận theo đầu Chu Phàm chui vào. Chu Phàm đứng lên, hắn trầm ngâm một chút, không do dự nữa. Thầm đọc 3 tiếng Triệu Nhã Trúc ở trong lòng, hắn phát hiện nhân hồn của mình trôi về phía sau, hắn ở trong hồn hải có thể nhìn thấy mình đang ngơ ngác đứng ở đó. Hiển nhiên Triệu Nhã Trúc đã chiếm thân thể hắn. Da mặt mập mạp của Triệu Nhã Trúc run lên một chút, nàng ngẩng đầu nhìn trời xanh, lại cúi đầu nhìn tay của nam nhân đó. Nàng phát ra tiếng cười ha ha, cất bước đi ra. Lại chạm đến phù trận mà Chu Phàm bố trí, nàng lười chẳng muốn loại bỏ phù trận, chỉ nhìn từng tầng phù trận Chu Phàm bày ra, nhẹ nhàng điểm một cái, phù trận toàn bộ đều tiêu tán. Sau đó nàng thuấn di về phía tây. Triệu Nhã Trúc quả thực đã thi triển thân pháp cấp thuấn di đến cực hạn, hơn nữa thủ đoạn thôi động thân pháp cấp thuấn di của nàng đều là du từ quý, là giống như nàng trời sinh đã biết, dùng còn tới cực hạn hơn Chu Phàm. Có lẽ đối với trình độ của Triệu Nhã Trúc, bất kể là dạng võ kỹ gì cũng có thể loại suy. Chu Phàm không quá quan tâm đối với điều này, hắn quan tâm Triệu Nhã Trúc muốn đi đâu hơn. Triệu cô nương, ngươi muốn đi đâu? Chu Phàm rụt rè hỏi. Tiểu Quyền hắn bố trí ở ngoài phù trận xem như phế rồi, cái này không liên quan tới ngươi. Triệu Nhã Trúc lạnh lùng nói. Tốc độ của nàng vẫn rất nhanh, nhanh khiếp người. Sắc mặt Chu Phàm ở trong hồn hải hơi trầm xuống. Đây là Triệu Nhã Trúc đang phiêu rồi, nhưng hiện tại thân thể bị Triệu Nhã Trúc nắm giữ, nàng không làm ra chuyện thương tổn với Chu Phàm sẽ không tính là vi phạm lời thề, cho nên cho dù Chu Phàm đang oán thầm Triệu Nhã Trúc phiêu rồi cũng không làm gì được Triệu Nhã Trúc. Triệu cô nương, thời gian phụ thân của ngươi không phải là vô hạn, mà là một đoạn thời gian ngắn, đến lúc đó hết giờ mà ngươi lại chẳng làm được gì cả, vậy cũng đừng oán trách ta. Chu Phàm ho khẽ một tiếng nhắc nhở. Chương 1359, lệch rồi. Bất kể Triệu Nhã Trúc muốn làm gì, hắn đều muốn Triệu Nhã Trúc dừng lại trước đã. Ngậm miệng, việc này ta hiểu rõ hơn ngươi. Triệu Nhã Trúc lạnh lùng nói. Rất nhanh Triệu Nhã Trúc liền ngừng lại, mắt nàng chuyển động, nhìn chung quanh. Vì sao vẫn không nhìn thấy? Chẳng lẽ cự ly thật sự rất xa sao? Ngươi nói gì? Chu Phàm không nghe rõ lắm, nhưng Triệu Nhã Trúc không để ý đến hắn, mà là lẩm bẩm. Không được, cứ tiếp tục như vậy, chưa chắc đã có thể tìm được. Phải nghĩ biện pháp khác. Nàng từ trong phù đại từ trên người Chu Phàm lấy ra một tập phù chỉ. Đây chính là đồ của ta, ngươi không thể dùng lung tung được. Lông mày Chu Phàm giật giật, bên trong có không ít phù quý giá, mặc kệ ta có thoát được hay không, ta đều sẽ không nợ ngươi chút đồ vật vãi này. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng, nàng thôi động chân khí, tác dụng lên một cồng phù chỉ trong tay. Phọc, phù chỉ toàn bộ bị hỏa diễm màu lam đốt cháy, từng đạo phù hóa thành phù dịch màu sắc khác nhau. Nhưng dưới sự khống chế của chân khí Triệu Nhã Trúc, phù dịch đủ mọi màu sắc bồng bềnh trong không trung. Thiên thượng địa hạ sư thần thuật. Triệu Nhã Trúc thổn một hơi, phù dịch đủ mọi màu sắc dung hợp biến ảo, ngưng tụ thành một đạo phù phức tạp còn cao hơn cả thân thể Chu Phàm. Chu Phàm yên lặng nhìn, hắn đang nghĩ thiên thượng địa hạ sư thần thuật có ích lợi gì. Hiển nhiên đây là một loại thuật pháp mà cho dù là võ giả cũng có thể sử dụng, nhưng phù này ngưng tụ thành không khỏi quá phức tạp huyền ảo. Triệu Nhã Trúc nhẹ nhàng điểm vào chỗ nào đó trên phù, phù bảy màu tỏa ra quang mang nhàn nhạt, tin tức không ngừng tụ vào mi tâm của Chu Phàm. Những tin tức này không chỉ là Triệu Nhã Trúc có thể nhìn thấy, ngay cả Chu Phàm cũng có thể nhìn thấy. Đây là phương vị của một người nào đó, mà người này Chu Phàm cũng nhận ra là Thực Phù. Sắc mặt Chu Phàm khẽ biến, hắn lạnh lùng nói: "Triệu Nhã Trúc, ngươi tìm Thực Phù làm gì? Ngươi muốn vi phạm lời thề sao? Ta lấy đâu ra lóe va này?" Triệu Nhã Trúc đương nhiên cũng biết Chu Phàm sẽ xem được, nhưng nàng hiện tại không quản được điểm này, bằng không cho dù ta may mắn chạy thoát, cũng chỉ trở thành một phế nhân, điều này là không có ý nghĩa. Ngươi cứ xem đã. Triệu Nhã Trúc duỗi tay, nàng ở trong không khí lợi dụng chân khí cấp tốc vẽ ra một đạo phù, phù vừa hình thành, phù bảy màu nhanh chóng thu nhỏ, thu vào trong tay nàng. Nàng nhìn về phía Tây Nam, có hiểu nói: "Sao vị trí của tiểu gia hỏa lại lệch như vậy?" "Có điều không xa." Triệu Nhã Trúc nói xong lập tức tăng tốc chạy về hướng Tây Nam. Chu Phàm ở trong hồn hải sắc mặt âm tình bất định, hắn không ngờ Triệu Nhã Trúc lại có thể liên hệ với Thực Phù ở ngoại giới nhanh như vậy, chứng tỏ Thực Phù đã nhân lúc hắn không chú ý tới gần hắn, thậm chí có thể một mực đang quan quần ở phụ cận, nếu không căn bản là không nói thông được. Thực Phù có thể tìm hắn, Chu Phàm không cảm thấy bất ngờ, hắn bất ngờ là Triệu Nhã Trúc sẽ lợi dụng cơ hội phụ thân quý giá để gặp mặt Thực Phù. Hắn quá tin cái gọi là lời thề song trọng đó, bằng không sẽ không mắc mưu mà không biết. Hai nữ nhân này không biết đang ngư đồ gì. Có điều cho dù chuyện nằm ngoài dự đoán của Chu Phàm, nhưng hắn vẫn bảo trì đủ bình tĩnh, bởi vì Triệu Nhã Trúc không thể vòng qua được lời thề. Nói cách khác, Triệu Nhã Trúc và Thực Phù gặp mặt không phải mưu đồ đối phó hắn, nếu không đừng nói là đạo tâm thện ngôn, có tin được không? Hiện tại Triệu Nhã Trúc vẫn đang nắm dưới sự theo dõi của truyền, nếu nàng thực sự làm ra chuyện bực này, tiền cũng sẽ không tha cho nàng. Bọn họ gặp mặt là vì gì? Là để giúp Triệu Nhã Trúc thoát ly sự khống chế của Thiền Ư? Nhưng Thực Phù có năng lực gì mà có thể giúp được Triệu Nhã Trúc? Chu Phàm cảm thấy khó hiểu, hắn không quá lo lắng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đáp án. Kỳ thật lần phụ thân này, chỗ dựa lớn nhất của hắn không phải những chuẩn bị mình làm ra, mà là Thiền. Triệu Nhã Trúc muốn thoát ly sự khống chế của Thiền, vậy khó tránh khỏi sẽ phải đối mặt với Truyền. Nói đến cùng, Chu Phàm cho rằng hắn chỉ là một quần chúng mà thôi, đối thủ của Triệu Nhã Trúc là Truyền. Nàng đang ở ngay gần đây. Triệu Nhã Trúc bỗng nhiên cười nói. Thân ảnh của nàng nhấp nhoáng, lập tức đi ra đến ngoài trăm trượng, sau đó ngừng lại. Trên mặt Chu Phàm lộ ra một tia ngạc nhiên. Cách bọn họ ngoài 10 trượng, Thực Phù đang lẳng lặng đứng đó, đôi mắt ngọc canh lạnh lùng đang nhìn chằm chằm Chu Phàm. Tiểu gia hỏa, ta nhớ ngươi muốn chết, sao ngươi lại ở đây? Phương vị ngươi nói với ta hơi lệch, ta thiếu chút nữa thì không tìm được ngươi. Triệu Nhã Trúc cười nói. Nàng mở miệng nói chuyện, vẫn là thanh âm của Chu Phàm. Nhưng Triệu Nhã Trúc hiểu, Thực Phù chắc biết là nàng. Chương 1360. Lệch rồi 2. Thời gian không còn nhiều, chúng ta mau chóng bắt đầu. Triệu Nhã Trúc bước một bước đã xuất hiện ở trước người Thực Phù. Chỉ là thân thể của Thực Phù đang lùi nhanh, rất nhanh nàng đã rời khỏi 3 trượng. Ngươi đừng tới đây. Thực Phù trầm giọng nói. Chu Phàm và Triệu Nhã Trúc đều hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt Chu Phàm lộ ra một nụ cười. Triệu Nhã Trúc hơi sửng sốt nói. Chẳng lẽ hiện tại ngươi vẫn không tin ta sao? Không tin. Thực Phù lắc đầu. Hiện tại ngươi có thể nói một chút về kế hoạch của ngươi, rồi ta sẽ quyết định có giúp ngươi hay không. Quả nhiên đúng như ta nghĩ, hai nữ nhân này ngờ vực lẫn nhau, ít nhất Thực Phù không hoàn toàn tin Triệu Nhã Trúc. Chu Phàm cười lạnh, đừng nhìn Thực Phù còn nhỏ, nhưng không ngốc, kỳ thật loại tình hình này cho dù đổi lại là hắn cũng không thể tin được Triệu Nhã Trúc. Hắn có thể sẽ không tới gặp Triệu Nhã Trúc, Thực Phù có thể tới gặp đã là rất tin Triệu Nhã Trúc rồi. Lải nhải ít thôi, ta vì tìm ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian, ngươi tới đây cho ta. Triệu Nhã Trúc cả giận nói, thân thể nàng ta nhấp nhoáng, đã lại đuổi tới bên cạnh Thực Phù. Thân thể của Thực Phù không ngừng thối lui, nhưng nàng làm sao có thể thoát khỏi được thân pháp thuấn di của Triệu Nhã Trúc. Rất nhanh giống như diều hâu bắt gà con bị Triệu Nhã Trúc tóm vào trong tay. Triệu Nhã Trúc còn dùng đơn trưởng liên tục vỗ vào hư không, lợi dụng chân khí hùng hậu trong cơ thể Chu Phàm thi triển bí thuật để bịt lại chân khí trong cơ thể Thực Phù. "Họ Triệu, ngươi quên ngươi đã từng thề với ta sao? Đây là ngươi muốn vi phạm lời thề ư?" Thực Phù vừa lo vừa cả giận nói, "Nàng hiện tại đã không thể nhúc nhích. Ta chỉ giam cầm ngươi, nhưng chỉ cần ta cần thủ bản tâm, không làm ra chuyện thương tổn tới ngươi, căn bản không tính là vi phạm lời thề." Triệu Nhã Trúc trầm giọng nói. Triệu Nhã Trúc không nói chuyện với Thực Phù nữa. Thời gian của nàng không còn nhiều, nhưng may mà vẫn đủ. Nàng vung vung, phù bảy màu nàng vừa luyện chế bay ra, từ nhỏ biến thành lớn. Thực Phù không tin, nhưng nàng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn. Chu Phàm ở trong hồn hải cũng vậy, hắn biết mưu đồ của Triệu Nhã Trúc sắp bắt đầu. Sắc mặt Triệu Nhã Trúc ngưng trọng, nàng vươn 10 ngón tay được chân khí bao bọc, sau đó không ngừng xé phù bảy màu đó. Hình dạng của phù bảy màu đang thay đổi, rất nhanh liền ngưng tụ thành một tấm phù mới. Quang mang bảy màu của phù lớn này mờ đi, biến thành phù văn đen xì thuần túy, tạo cho người ta một loại cảm giác quỷ dị lạnh lẽo. Cho dù là Chu Phàm tránh trong hồn hải nhìn thấy phù này cũng không nhịn được mà run run. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Tương Phù nhìn phù lục tỏa ra hắc quang đó, quát lạnh. Chỉ là Triệu Nhã Trúc không trả lời, nàng đã vươn tay phải, hai ngón giữa và ngón trỏ chập vào nhau rồi điểm lên mi tâm. Chu Phàm hơi nhíu mày, hắn không cảm thấy bất ngờ đối với điều này, bởi vì nếu những người dẫn dắt này muốn thoát ly, bình thường đều cần làm gì đó trên dòng phân hồn phụ thân trên người hắn. Cho dù chỉ là một dòng phân hồn, nhưng cũng vô cùng cường đại. Đầu ngón tay chạm nhẹ trên mi tâm tràn ra từng đường nét màu vàng. Đường nét phiêu đãng chung quanh, khiến cho chung quanh xuất hiện đủ loại dị tượng khác nhau. Dưới chân bởi vì mặt cỏ mùa đông tới mà khô vàng đang nhanh chóng khôi phục, nhô ra màu xanh tươi mới. Đầu ngón tay bị quang mang màu vàng nồng đậm bao phủ. Mắt Chu Phàm biến thành có chút ảm đạm. Đấu truyền tinh di, di hồn tiểu pháp. Triệu Nhã Trúc điểm một chỉ lên phù lục đen gì đó. Phù lục đen xì nhanh chóng bị hồn lực nhuộm thành màu vàng. Một cỗ cuồng phong từ trong phù lục màu vàng khuếch tán ra, thổi cho quần áo Chu Phàm và Thực Phù bay phất phới. Chu Phàm ở trong hồn hải có chút khẩn trương nhìn, hắn cũng muốn xem Triệu Nhã Trúc có thể thoát khỏi tay thiền không. "Đi." Tay phải Triệu Nhã Trúc vung lên, nàng hữu khí vô lực nói. Phù lục màu vàng đó nhanh chóng thu nhỏ, bằng ngón cái, nhưng quang mang vẫn rực rỡ, chui vào trong mi tâm Thực Phù. Đây là... Chu Phàm thấy mà có chút kinh ngạc, trong lòng hắn lờ mờ có một suy đoán đáng sợ. Hai mắt Triệu Nhã Trúc lại nhìn chằm chằm Thực Phù. Thực Phù từ sau khi phù lục màu vàng tiến vào trong cơ thể nàng, cả người liền biến thành khô quát, sâu trong đôi mắt ngọc xanh không ngừng có phù văn màu vàng sinh thành rồi hủy diệt, phát sinh va chạm trong đó. "Không có vấn đề, khẳng định có thể thành công." Triệu Nhã Trúc thấp giọng lẩm bẩm. "Biện pháp bí ẩn bực này, tiền cũng không thể cản được ta." Đồ Thực Phù bắt đầu không ngừng bành trướng, trong chớp mắt đã to ra một vòng, khiến Thực Phù nhìn giống như đại đầu oa oa. "Nàng sẽ không bị ngươi chơi chết thiếu." Chu Phàm có chút lo lắng nói. Nếu chết, hắn đi đâu tìm người phụ tá nỗ lực như vậy? Chương 1361. Thất bại trong dự đoán. Tất cả đều nắm trong dự đoán của ta. Triệu Nhã Trúc dường như đang đáp lại lời nói của Chu Phàm, lại giống như đang lẩm bẩm. Mù. Đầu Thực Phù nổ tung, vô số óc trắng óc đó văng tứ tán. "Triệu Nhã Trúc ngây ra." Nàng để mặc óc não bắn lên trên người Chu Phàm. Chu Phàm cũng ngây ra. Hắn không ngờ Thực Phù lại chết như vậy, hắn bình tĩnh lại một chút mới nói. "Không phải ngươi nói tất cả đều nằm trong dự đoán của ngươi à? Ngươi giết nàng rồi. Điều đó là không thể, tại sao lại như vậy?" Đầu của nàng không thể nổ tung vào lúc này. Triệu Nhã Trúc quầm lên, có điều rất nhanh nàng lại ngẩn ra. Bởi vì thi thể ngã xuống đất của Thực Phù đang không ngừng thu nhỏ, khi quang mang màu trắng tản đi, liền thành hai nửa cái nấm. "Nấm." Khóe miệng Chu Phàm giật giật, "Ta rất ghét nấm." Triệu Nhã Trúc giống như bị cố định thân ảnh, cho dù tu vi cao thâm, nhưng nàng vốn không phải là loại tu sĩ hỉ giận không hiện ra mặt, nàng giống như nổi điên cười nói. "Không ngờ là phân thân, ta bị một đạo phân thân lừa, nực cười, ngươi nói có nực cười không?" Nàng vẫn cười giống như phát điên. Nàng bị lừa, là vì thiên thượng địa hạ sư thần bí thuật không thể phân biệt bản thể và phân thân, dẫu sao phân thân của Thực Phù cũng chứa đựng một bộ phận tin tức sinh mệnh của bản thể. Nàng bị lừa, là vì đây chung quy chỉ là thân thể của Chu Phàm, ngũ giác thậm chí là linh giác của nàng đều đến từ Chu Phàm, cho nên mới không thể phân rõ bản thể và phân thân của Thực Phù. Nếu bản thân nàng ở đây, cho dù chỉ nhìn một cái cũng có thể nhìn ra kỹ xảo nhỏ của Thực Phù. Nhưng bất kể có nói như thế nào, nàng vẫn bị lừa, cho nên nàng cảm thấy nực cười. Nàng không ngừng cười to. Nói cách khác, Thực Phù chưa chết. Ta đang nghĩ vì sao tiểu nha đầu này lại dám đến gặp Triệu Nhã Trúc, thì ra là làm ra một đạo phân thân. Chu Phàm cười cười lắc đầu. Nói không chừng truyền đã sớm biết việc này, cho nên một mực không xuất thủ. Triệu Nhã Trúc đáng thương, một phen vất vả hoàn toàn thành trò cười. Chu Phàm có chút vui sướng khi người khác gặp họa, Triệu Nhã Trúc quá không thành thật, lừa hắn tới vạp thực phù, hoàn toàn có khả năng khiến hắn rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn thực sự không đồng tình với Triệu Nhã Trúc một chút nào. Phân hồn ở trên người Chu Phàm của Triệu Nhã Trúc triệt để tiêu tán, cũng không biết là trở về trong bản thể ở trên thiền hay là triệt để biến mất. Chu Phàm lại đạt được quyền nắm giữ thân thể, hắn thở phào, bất kể là như thế nào, lần phụ thân này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Khi Chu Phàm nghĩ như vậy, hắn phát hiện mí mắt mình nặng nề, hoàn toàn không thể nâng lên được. Loại cảm giác này khiến trên mặt Chu Phàm lộ ra dị sắc, hắn quá quen thuộc với loại cảm giác này, hắn vội vàng thoán di ra ngoài, tìm một đồi núi cũng được coi là kín đáo, càng lúc càng cảm thấy buồn ngủ. Tiểu Quyền, canh chừng thay ta, có tình huống thì đánh thức ta. Chu Phàm hô lên, hắn không kịp chờ Tiểu Quyền đáp ứng đã thiếp đi. Mở mắt trong hỗn độn, Chu Phàm phát hiện hắn lại xuất hiện ở trên thuyền. Điều này khiến Chu Phàm nhíu mày, bởi vì cơ hội tiến vào hôm nay của hắn đã dùng rồi, lại đột nhiên bị kéo vào, điều này không tầm thường. Có điều đã ở trên thuyền rồi, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện thực phù, cũng phát hiện Triệu Nhã Trúc đang đưa lưng về phía bọn họ. Đầu vai Triệu Nhã Trúc run run, dường như đang khóc. Triệu cô nương đừng khóc, lần này không được, lần sau lại nỗ lực. Chu Phàm khẽ cười nói, nhưng trong thanh âm của hắn tràn ngập ý trào phúng. Thực phù chỉ sụ mặt. Triệu Nhã Trúc quay lại, nàng không khóc, chỉ là vì phẫn nộ mà biến thành sắc mặt dữ tợn, đầu vai run rẩy mà thôi. Triệu Nhã Trúc trước tiên là lạnh lùng nhìn thực phù, sau đó tầm mắt dừng ở trên người Chu Phàm. Nói, là ta phải trả một cái giá cực đắt để khiến thiền kéo ngươi vào. Tiền có thể đồng ý, là bởi vì hai người các ngươi đều ở chỗ an toàn. Có điều cho dù vào được, nếu ngươi không muốn ở lại trên thuyền, hiện tại có thể rời khỏi, ta coi như là trả giá đắt vô ích. Thì ra là như vậy. Chu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hắn cười nói, có chuyện gì mà gấp như vậy? Buổi tối ngày mai lại thương lượng không được à? Không được. Triệu Nhã Trúc nghiêm mặt nói, ta kéo ngươi vào, không phải để lải nhải với ngươi, ta là tìm nàng. Triệu Nhã Trúc nói xong, nàng tóm lấy một dòng sương mù hóa thành một cái hộp, nàng ném hộp cho Chu Phàm nói, đây là trả lại ngươi. Chu Phàm vừa mở ra, bên trong toàn là phù lục cấp bậc không đồng nhất, xem như bù đắp tổn thất phù lục vừa rồi của hắn. Triệu Nhã Trúc làm xong việc này mới nhìn về phía thực phù tức giận nói, ta hao hết tâm tư bồi dưỡng ngươi, lấy lòng ngươi, giúp ngươi tìm cách đối phó Chu Phàm, chuyện tới trước mắt, không ngờ ngươi lại đối với ta như vậy. Chương 1362, kẻ thù giết cha. Thực phù nghiêm mặt nói, ngươi dắp tâm bất lương, ngươi tốt với ta chỉ là vì bản thân, ngươi còn có mặt mũi mà nhắc tới la. Ở trên thuyền, thực phù cũng không sợ Triệu Nhã Trúc, bởi vì Triệu Nhã Trúc chỉ cần không muốn chết, không thể động thủ với nàng. Ôi, đây là sắp cãi nhau à? Chu Phàm kéo một cái lế tới, bộ dạng chuẩn bị xem kịch, nhàn nhã nhìn hai nữ nhân đang triển khai toàn bộ hỏa lực. Đúng, ta là vì bản thân ta, nhưng ta có chỗ nào có lỗi với ngươi chứ? Triệu Nhã Trúc tức đến toàn thân run rẩy, nói, ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi muốn đoạt xá thân thể của ta, nếu bản thể của ta xuất hiện, vậy kết cục của ta sẽ bi thảm giống như phân thân nó. Ánh mắt thực phù lạnh lùng nói, tà béo ngươi, tâm địa độc ác, cho dù bản thể sẽ không chết giống như phân thân, ta cũng chỉ sẽ trở thành khôi lỗi của ngươi. Bầu không khí trên thuyền rất ngưng trọng. Bàn tay to rộng của Triệu Nhã Trúc nắm chặt lại, xương ngón tay trắng bệch, sắc mặt nàng dữ tợn, hai mắt lạnh lùng mà mang theo nội ý không thể kìm chế. Thực phù giằng co với nàng. Chu Phàm nhướng mày, trong lòng hắn có chút lo lắng, Triệu Nhã Trúc liệu có lên cơn điên mà từ đó bất chấp tất cả giết thực phù, cũng hắn giết cả hắn không? Cho dù bởi vì nguyên nhân của truyền mà sẽ không chết, nhưng cảm giác bị người giết cũng không tốt đẹp gì. Mu dần yên lặng một chút, Triệu Nhã Trúc tức giận mắng, ai nói ta muốn đoạt xá ngươi? Nếu đoạt xá sẽ vi phạm đạo thể không được phép thương tổn ngươi mà ta đã lập, sao ta lại làm ra chuyện ngu xuẩn tự chui đầu vào giọ như vậy? Ai biết được đạo thể ngươi lập là thật hay giả? Cho dù là thật, với cảnh giới cao thâm mạc chắc của ngươi nói không chừng cũng có biện pháp tránh ấy. Thực phù lạnh lùng nói. Hơn nữa chuyện đoạt xá này là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi vẫn muốn chống chế à? Chu Phàm hơi gật đầu, hắn cảm thấy thực phù nói rất có lý. Hắn cũng cho rằng Triệu Nhã Trúc là muốn đoạt xá thực phù. Lời thề đạo tông lập là tu vi cảnh giới có cao tới đâu cũng không thể cởi bỏ. Triệu Nhã Trúc lạnh lùng nói, ta biết tri thức tu hành của ngươi rất nghèo nàn, nhưng không ngờ lại vô tri như vậy, nếu không phải ngươi ra vẻ thông minh không tới gặp ta, khiến ta phải lãng phí rất nhiều thời gian để tìm ngươi. Lúc ấy ta có lẽ sẽ giải thích với ngươi, nhưng sợ rằng lúc ấy ta có giải thích với ngươi, ngươi cũng sẽ không tin. Ta nói lại lần nữa, ta không phải muốn đoạt xá ngươi, ta chỉ là muốn sử dụng bí thuật đấu truyền tinh di hồn tiểu pháp ký sinh ở trên người ngươi, từ đó thoát khỏi sự khống chế của thiền. Sau đó lại chậm rãi nghĩ cách đoạt lại hoặc luyện chế thân thể mới. Đây là kế hoạch của ta ký sinh ở trên người ngươi, cũng không thể cướp lấy quyền khống chế thân thể ngươi, cái này không tính là vi phạm lời thề. Thực Phù hơi ngẩn ra, rất nhanh lại lạnh lùng nói: ai biết được lời ngươi nói là thật hay giả, cho dù là nhân hồn ký sinh, ta cũng không thể chấp nhận. Kỳ thật ngươi có thể nhắc nhở ta, ta đi tìm một người tới cho ngươi ký sinh là được, vì sao phải cứ nhất định là ta? Vì sao lại nhất định là ngươi? Triệu Nhã Trúc tức tới bật cười. Ta cũng không muốn là ngươi, nhưng chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Triệu Nhã Trúc quay đầu nhìn Chu Phàm, thật ra Chu Phàm cũng thích hợp, nhưng hắn và Thiền có liên lụy quá sâu, ta không dám. Triệu Nhã Trúc lại quay đầu hầm hầm nhìn Thực Phù nói, chỉ có lựa chọn ngươi. Ngươi có thiên phú tự lành rất mạnh, cho dù bị ta ký sinh mà nhân hồn nổ tung, cũng có thể tự động khôi phục lại, đây là nguyên nhân ta lựa chọn ngươi. Trên mặt Chu Phàm lộ ra vẻ ngạc nhiên, Thực Phù cũng có năng lực tự lành rất mạnh như hắn. Nếu không bởi vì thân thể ngươi đặc thù, ta việc gì phải dụ ngươi? Nộ khí của Triệu Nhã Trúc đã vơi đi không ít, nàng chậm rãi nói: ngươi có địch ý với Chu Phàm, ta nghĩ biện pháp cho ngươi, thậm chí cố ý ly gián ngươi vào Phàm, chính là khiến ngươi chỉ có thể dựa vào ta, nhưng ta không ngờ ngươi lại ngờ vực nhiều như vậy. Chu Phàm nghe Triệu Nhã Trúc nói như vậy, hắn mới nghĩ thông một số chuyện nghĩ không thông lúc trước. Chẳng trách Triệu Nhã Trúc lại tốt với Thực Phù như vậy. Thực Phù vẫn nghiêm mặt, ta biết ngươi không mang hảo tâm, cho nên ta mới không tin ngươi. Ngươi nói không sai, cho dù ngươi nói trước cho ta biết chuyện ký sinh, ta cũng sẽ không để ngươi ký sinh. Nàng không muốn gánh vác loại phiêu lưu bị ký sinh này, bị một cường giả ký sinh theo nàng thật sự quá nguy hiểm. Chu Phàm cũng khẽ lắc đầu, đổi lại là hắn cũng không chịu, cho nên nói ngươi ngu xuẩn. Triệu Nhã Trúc phất tay láo, hai tay đặt phía sau, ta ký sinh ở trên người ngươi thì sao? Ta lại khinh thường đoạt thân thể của ngươi, vẫn có thể chỉ điểm ngươi, khiến ngươi đi được xa hơn trên con đường tu hành. Chương 1363, kẻ thù giết cha hai. Không ngờ lại để loại ngu xuẩn như ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Triệu Nhã Trúc nói tới đây liền thở dài. Thực Phù không chút bận tâm nói, bất kể ngươi có nói như thế nào, loại chuyện ký sinh này ta đều sẽ không đồng ý. Về phần thái độ của ngươi thế nào, ta cũng không bận tâm. Sắc mặt Triệu Nhã Trúc lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chuyện cứ vậy là xong à? Ngươi làm hỏng chuyện của ta, lãng phí một lần cơ hội phụ thân hiếm có của ta. Ngươi không hiểu ta, Triệu Nhã Trúc, ta là ngay cả tên cũng quên. Nhưng tính cách sẽ không thay đổi. Con người ta luôn có thù báo thù, có ơn báo ơn. Hơn nữa loại chuyện báo thù này chỉ thích sớm chứ không thích muộn. Ngươi muốn như thế nào? Thực Phù cảnh giác nói. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nhã Trúc chắc không thể làm gì nàng. Trên mặt Triệu Nhã Trúc lộ ra nụ cười, có phải ngươi đang nghĩ ta không thể ra tay giáo huấn ngươi, không làm gì được ngươi đúng không? Chu Phàm tập trung tinh thần, kỳ thật suy nghĩ của hắn cũng tương tự như Thực Phù, không tin Triệu Nhã Trúc có thể làm gì được Thực Phù, cùng lắm là sau này không nói chuyện với Thực Phù mà thôi. Thực Phù trầm mặc nhíu mày, trong lòng nàng lờ mờ cảm thấy bất an. Triệu Nhã Trúc tiếp tục nói, bất kể người phụ tá hay là người lên truyền, ngươi dẫn dắt chúng ta đều có thể nhìn thấy một số tin tức của bọn họ, ví dụ như cảnh giới tu vi, năng lực thiên phú, còn có huyết thống thiên phú của quyệt nhân. Thực Phù cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi muốn trả thù ta như thế nào rồi, không phải là muốn nói ra chuyện ta có huyết thống với ma chi nhất tộc sao? Ma chi nhất tộc? Trên mặt Chu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảnh giác nhìn về phía Thực Phù hỏi, ngươi có quan hệ với ma cô yêu? Hắn nhớ tới thế thân lúc trước Thực Phù lưu lại chính là một cái nấm. Ma cô yêu và Chu Phàm chính là tử cừu, trước kia khi ở Thiên Lương Thành đã có không biết bao nhiêu ma cô yêu chết trên tay hắn. Cho dù hiện tại cảnh giới của hắn đã cao, nhưng tử địch chính là tử địch, hắn còn đang nghĩ lúc nào có thời gian sẽ tới Hủ Cốt Triều Trạch một chuyến, xem có thể tìm được sao huyệt của đàn ma cô yêu đó rồi diệt cả lò nhà chúng không. Nhất là tử nhân yêu ma tổ Bạch Lãnh Tôn đó, lần trước thiếu chút nữa thì giết chết hắn. Hiện tại Bạch Lãnh Tôn khẳng định không phải là đối thủ của hắn, chỉ là quái quỷ cấp huyết lệnh, ta một tay cũng có thể giết chết. Chu Phàm thầm nghĩ. Thực Phù nghiêm mặt nói, phải thì sao? Ngươi đã biết, ta cũng không ngại nói ra. Mẹ ta chính là ma tổ Bạch Lãnh Tôn của ma chi nhất tộc, ngươi giết cha ta, thiếu chút nữa thì giết mẹ ta. Chu Phàm, món nợ này sớm có một ngày ta sẽ tính với ngươi, nhất định phải khiến ngươi nợ máu trả bằng máu. Mẹ nàng không biết tên của Chu Phàm, nhưng sớm đã vẽ ra chân dung của Chu Phàm, bảo Thực Phù nhớ kỹ, cho nên Thực Phù ở trên truyền vừa nhìn thấy Chu Phàm đã biết Chu Phàm là cừu nhân của nàng. Vẻ kinh ngạc trong mắt Chu Phàm càng lúc càng nồng đậm, hắn không biết phụ thân của Thực Phù là con ma cô yêu bất hạnh nào bị hắn giết chết, nhưng Bạch Lãnh Tôn đúng là thiếu chút nữa bị hắn giết chết. Hắn cười lạnh nói, không ngờ ngươi là nữ nhi của nhân yêu Bạch, sau này ngươi đừng hòng có được bất kỳ sự trợ giúp gì ở chỗ ta. Ta sẽ mau chóng tìm được ngươi và mẹ của ngươi, làm thịt tất cả các ngươi. Ngươi không tìm thấy chúng ta đâu, cho dù không có sự hỗ trợ của ngươi, cho dù không có Thiền, ta cũng sẽ mau chóng trưởng thành rồi giết. Trong mắt Thực Phù lộ ra hận tí nói. Ngay khi hai người vẫn đang đe dọa nhau, Triệu Nhã Trúc lại phá lên cười, nàng cười tới chảy cả nước mắt. Chu Phàm và Thực Phù đều ngạc nhiên nhìn Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc vừa cười vừa dùng ngón trỏ chỉ vào Thực Phù. Chu Phàm không biết ta thì không lấy làm lạ, nhưng ta nghĩ ngươi cái gì cũng biết rồi, thì ra lại không biết gì. Không biết gì? Không biết cái gì? Thực Phù nhíu mày nói. Chu Phàm cũng nhìn Triệu Nhã Trúc với vẻ khó hiểu. Triệu Nhã Trúc vẫn cười khanh khách, nàng cười rất tùy ý, đừng gấp, để ta suy nghĩ một chút, ta vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích như thế nào mới thú vị nhất. Nàng cười, sắc mặt Thực Phù và Chu Phàm thì có chút khó coi. Triệu cô nương, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Chu Phàm nhướng mày nói. Triệu Nhã Trúc mỉm cười một hồi lâu, nàng có chút thu liễm, nhưng nụ cười trên mặt có thế nào cũng không thu liễm được, nhìn về phía Thực Phù, nói, vừa rồi ta đang cân nhắc khiến các ngươi tự giết lẫn nhau, nhưng hiện tại ngươi khẳng định sẽ không chống đối với Chu Phàm, sẽ tránh đi xa. Như vậy, cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy các ngươi tự giết lẫn nhau. Như vậy không khỏi quá lâu rồi, nói không chừng chờ ta ngủ say rồi cũng không thể nhìn thấy một màn này, nhưng ta lại không chờ được lâu như vậy. Chương 1364. Vạn Lý Hàn Chiến Thuật. Cái gì mà tự giết lẫn nhau? Ngươi đang nói bậy nói bạ gì đó? Thực Phù lạnh lùng nói. Nàng vì học phương thức tu hành của nhân tộc, cũng đang tích cực học tập văn hóa của nhân tộc, hiểu được tự giết lẫn nhau là ám chỉ người một nhà hại người một nhà, nàng và Chu Phàm không phải là người một nhà gì cả. Chu Phàm cũng không rõ ý tứ trong lời nói của Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc cười vui nói: "Nếu ngươi không có hận ý cực lớn đối với Chu Phàm, ta khẳng định sẽ không nói với ngươi chuyện máu chó như vậy, ở trên thiền ta là trước giờ chưa từng nhìn thấy, ngươi không biết kỳ thật ngươi là nữ nhi của Chu Phàm sao?" Những lời này vừa được nói ra, trên thiền nhất thời trầm mặc. Mặt Chu Phàm lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó hắn không nhịn được cười nhạo nói: "Loại mưu kế này không khỏi quá nực cười rồi, hiện tại ta đã nhìn rõ, các ngươi bên ngoài thì trở mặt, trong âm thầm lại vẫn là quan hệ hợp tác. Triệu cô nương, ngươi nói tiểu nha đầu này là nữ nhi của ta, khẳng định còn có bước tiếp theo. Bước tiếp theo chính là sử dụng bí thuật gì đó để chứng thực ta và tiểu nha đầu có quan hệ huyết thống, chứng thực nàng là nữ nhi của ta, sau đó lại khiến ta có nghĩa vụ giúp nàng đề thăng cảnh giới tu vi, đúng không? Nhưng ngươi cũng không nghĩ mà xem. Mưu kế vớ vẩn như vậy ta mắc mưu thế nào được?" Thực Phù liếc giáo Triệu Nhã Trúc một cái, nàng nghiêm mặt nói: "Nhàm chán, ngươi đang thử dùng lời nói để làm nhục ta à?" Sắc mặt Triệu Nhã Trúc lạnh lùng: "Các ngươi không tin à? Nếu các ngươi không có vấn đề gì, sao truyền lại có thể để ngươi lên truyền làm ngươi phụ tá? Chẳng lẽ là tìm một tử địch cho Chu Phàm sao? Nếu là tử địch, vậy đã không gọi là người phụ tá. Ngươi dẫn dắt các ngươi chẳng phải là cũng giở ông giở thằng à? Không thực hiện chức trách của ngươi dẫn dắt ư? Ta cảm thấy đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì." Chu Phàm lắc đầu nói: "Ta không biết vì sao ta lại được lựa chọn làm người phụ tá, nhưng người phụ tá dám chó này chịu rất nhiều ước thúc của người lên thuyền, cho dù là một con chó lên thuyền, muốn đạt được tài nguyên cũng không thể không ngoan ngoãn dựa theo ý đồ của lên thuyền mà thu thập sâu xám lớn, có quan hệ huyết thống hay không, căn bản không khác gì nhau." Thực Phù lạnh lùng nói. Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói: "Các ngươi cho rằng ta là nói bừa à? Nhưng ta nói với các ngươi nhé, ta là có chứng cớ, hai người các ngươi đều có thiên phú quyệt nhân giống nhau, chính là loại năng lực tự lành đặc biệt này. Loại năng lực tự lành này với kiến thức của ta cũng chỉ từng thấy được 10 loại, nhưng cho dù là năng lực tự lành, hiệu quả tính chất biến hóa tự lành cũng sẽ có khác nhau, nhưng tính chất biến hóa năng lực tự lành của các ngươi đều giống hệt nhau, nói các ngươi không có liên quan thì ai tin? Đây là chứng cứ rõ ràng. Có lẽ các ngươi cho rằng ta chỉ nói sằng nói bậy, ta hiện tại có thể thề với Thiền, bảo đảm lời nói của ta tối nay câu nào cũng là thật." Triệu Nhã Trúc lập tức thề với Thiền. Thực Phù lớn tiếng phản bác: "Cho dù năng lực tự lành giống nhau, chúng ta cũng không thể có quan hệ, đây là truyền thừa từ thiên phú của cha mẹ ta. Biến hóa của ma cô yêu không ít, nhưng tuyệt đối không có cái năng lực tự lành này. Ngươi nói mẹ ngươi là quái quyệt ma cô yêu, chứng tỏ không phải truyền từ mẹ ngươi, mà chính là kế thừa thiên phú của cha ngươi. Mà cha ngươi sớm đã chết rồi. Ngươi biết cha ngươi là ai không?" Triệu Nhã Trúc cười khẩy nói: "Đây chỉ là mẹ ngươi cố ý nói dối lừa gạt ngươi mà thôi." Chu Phàm nhíu mày bực tức nói: "Triệu cô nương, đủ rồi, ngươi chơi tiểu nha đầu này thế nào cũng được, nhưng đừng kéo cả ta vào. Ta không biết thiên phú tự lành giống nhau là thế nào, nhưng ta vẫn là thân đồng tử, sao có thể sẽ có một nữ nhi lớn như vậy, hơn nữa còn là nữ nhi của ma cô nhân yêu Bạch đó." Hắn cảm thấy lời này nói quá không hợp lẽ thường. Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói: "Cũng không thể nói như vậy, không phải ngươi từng để long trùng mượn sinh mệnh tinh hoa à? Chưa từng nghe qua, đó là ngươi kiến thức nông cạn. Thí dụ như ta biết có môn bí thuật gọi là Vạn Lý Hàn Chiến Thuật, thuật dùng mình từ ngoài ngàn dặm, nam tu sĩ cho dù ở ngoài vạn dặm thi triển môn bí thuật này dùng mình một cái cũng có thể khiến nữ tu sĩ mang thai hài tử của hắn. Càng nói càng không hợp lẽ thường. Chu Phàm bật cười, trên đời sao lại có thuật pháp tà dị như vậy? Chỗ ta có đó. Có điều tu vi của ngươi quá thấp, cho ngươi cũng không thể sử dụng. Có điều Vạn Lý Hàn chiến thuật ngay thì rất lợi hại, nhưng nó cũng có chỗ thiếu hụt chí mạng. Nếu thuật pháp thất bại, nam tu sĩ sẽ chịu phản phệ, không chỉ cảnh giới tu vi vĩnh viễn giảm xuống, còn có trọng thương khó có thể khôi phục. Trên mặt Triệu Nhã Trúc mộ ra vẻ khinh thường. Chương 1365, lấy máu nhận thân. Nếu có chỗ thiếu hụt nghiêm trọng như vậy, vậy Vạn Lý Hàn chiến thuật này cho dù thật sự tồn tại, cũng không có mấy nam tu sĩ to gan lớn mật đi sử dụng. Chu Phàm thầm nghĩ, cho nên ngươi nghiêm túc nhớ lại đi. Có phải bị ma cô yêu đó tìm được cơ hội đoạt lấy sinh mệnh tinh hoa của ngươi, từ đó sinh ra tiểu gia hỏa này không? Triệu Nhã Trúc dẫn dắt. Sắc mặt Chu Phàm cứng đờ, hắn nhớ trận sinh tử chiến trên hoang nguyên vào mùa thu đó, lúc ấy cảnh giới của hắn chỉ là tẩy tủy, mà Bạch Lãnh Tôn là cấp huyết lệ bất thường, đánh đến cuối cùng, bọn họ còn vật lộn một hồi. Vì, nói như vậy có chút ô uế, nhưng quả thật là vật lộn, lúc ấy hắn chảy rất nhiều máu, trên người bị cào xuống rất nhiều thịt, toàn là dựa vào năng lực tự lành và thất thương hoa mới thắng được Bạch Lãnh Tôn. Về sau hắn vội vàng rời khỏi chiến trường, chắc không phải là khi ấy Bạch Lãnh Tôn vòng về. Chu Phàm nghĩ đến đây, tâm can khẽ run lên, lờ mờ cảm thấy có chút buồn nôn. Thực Phù cả giận nói, bất kể ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không tin của ngươi, ngươi chỉ là muốn làm loạn tâm trí của ta mà thôi. Thực Phù kiên quyết không tin. Mẹ sẽ không ngờ nàng. Đúng, khẳng định là giả. Chu Phàm liên tục lắc đầu, không khiến mình lại nghĩ ngợi lung tung nữa. Việc này quá hoang đường. Triệu Nhã Trúc rất có hứng thú nói. Kỳ thật đoán đi đoán lại cũng không có ý nghĩa. Chỗ ta có mấy loại bí thuật có thể giúp các ngươi phân biệt là có quan hệ huyết thống hay không. Nếu các ngươi sợ ta lừa các ngươi, ta có thể thông qua phương thức giao dịch bán cho Chu Phàm. Các ngươi ở trên thiền lâu như vậy, khẳng định cũng biết, phàm là giao dịch phẩm, tiền đều không cho phép người dẫn dắt có bất kỳ ngôn ngữ lừa gạt nào. Chu Phàm và Thực Phù đều trầm mặc, không dám tiếp lời. Triệu Nhã Trúc lại cười nói, cũng là trong lòng các ngươi đã sớm tin lời ta, chỉ là không muốn chấp nhận sự thực này mà thôi. Ngay cả đảm lượng để kiểm tra cũng không có à? Cái này thì có gì mà phải sợ? Chu Phàm giận dữ nói, ngươi lấy ra bí thuật phân biệt đó đi, ta thử xem, khiến ngươi triệt để hết hy vọng. Chu Phàm nói thì là nói như vậy, kỳ thật trong lòng hắn quả thật có chút hoảng rồi, vạn nhất là thật thì. Chu Phàm, ngươi không sợ, nhưng ta thấy tiểu gia hỏa rất sợ. Triệu Nhã Trúc chập chập nói, ngươi nghĩ mà xem, mẹ nàng và cha nàng là tử cửu, nàng vừa sinh ra đã mang theo mục đích nào đó, đáng thương đáng buồn biết bao. Toàn thân Thực Phù run lên, bởi vì Triệu Nhã Trúc đã nói trúng chuyện mà trong lòng nàng sợ hãi nhất, cũng bởi vì sợ hãi trong lòng, khiến nàng càng thêm phẫn nộ nói. Đây căn bản chính là chuyện vớ vẩn, ta sợ cái gì? Phân biệt thì phân biệt. Triệu Nhã Trúc cười khẽ, nàng vươn tay ra tóm vào hư không. Từ sương mù trong lấy ra một cái bát ngọc xanh. Thân bát trống trơn không có bất kỳ phù văn gì. Nàng nhìn bát ngọc xanh trong tay, lại bắt một dòng sương mù tới, sương mù biến ảo thành quả cầu lưu ly của Chu Phàm. Lần này phân biệt quan hệ huyết thống cho các ngươi. Ta chỉ lấy một con sâu xám lớn. Chu Phàm ngươi có đồng ý không? Mục đích của Triệu Nhã Trúc cũng không phải kiếm sâu xám lớn, huống hồ đây chỉ là một chuyện rất đơn giản, nếu nàng giở công phu sư tử mạng, Chu Phàm nói không chừng sẽ hoài nghi mục đích của nàng là lừa đi sâu xám lớn, cho nên nàng ta chỉ lấy một con sâu xám lớn, coi như là làm một quy trình giao dịch, khiến bọn Chu Phàm yên tâm mà thôi. Không thành vấn đề. Chu Phàm đáp ứng. Tay trái Triệu Nhã Trúc vươn về phía quả cầu lưu ly, trong sâu xám lớn nhiều không đếm được, trong quả cầu lưu ly có một con nhẹ nhàng bay ra, hạ xuống tay nàng, hóa thành quang mang màu xám rồi biến mất. Đây là huyết ngọc quản, cũng là phương pháp giám định huyết thống nhanh nhất, đơn giản nhất mà ta có thể cung cấp. Triệu Nhã Trúc cười nói, phương pháp lấy máu nhận thân của dân gian hoàn toàn là vô nghĩa, cũng không có bất kỳ tính chuẩn xác gì, có điều có tu sĩ lại nhận được gợi ý từ trong đó, sáng tạo ra phương pháp huyết ngọc quản. Nguyên lý là ở phương pháp huyết ngọc quản có thể phân biệt khí tức sinh mệnh trong máu có liên quan với nhau hay không. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần hai người các ngươi máu vào trong huyết ngọc quản, nếu máu có thể hòa vào nhau hiện ra màu vàng, vậy đại biểu cho khí tức sinh mệnh của các ngươi có liên hệ rất lớn, là quan hệ cha con. Chu Phàm nhìn huyết ngọc quản, khóe mắt giật giật nói, nhưng hiện tại chúng ta là dùng hình thái đặc thù tiến vào khôi hà không gian, máu có giống như ngoại giới không? Triệu Nhã Trúc cười nói, cái này thì các ngươi không cần lo lắng, sớm đã có người lên thiền chứng minh, nếu chuyện dính dáng tới cần một thứ gì đó của thân thể các ngươi ở ngoại giới, tiền đều sẽ hỗ trợ để chúng tiến vào. Chương 1366, lấy máu nhận thân 2. Chu Phàm lập tức minh ngộ, trước kia Yên Chi từng có một lần nói, muốn lấy tim hắn để đổi công pháp, cũng từng nói những lời tương tự. tim cũng có thể giao dịch vào. Càng đừng nói là máu. Còn nữa, ta đã trải qua hoán huyết đoạn, tu luyện là lộ tuyến dị huyết, cái này liệu có ảnh hưởng tới kết quả không? Chu Phàm lại hỏi. Không. Cho dù ngươi có dị huyết, nhưng dị huyết cũng là máu mới hấp thu máu của ngươi dung hợp mà thành, nó vẫn lưu giữ khí tức sinh bệnh của ngươi. Đổi lại mà nói, đây chung quy vẫn là máu của ngươi, chứ không phải máu của người khác. Triệu Nhã Trúc nói. Chu Phàm không còn câu hỏi gì nữa, hắn nhìn về phía Thực Phù. Thực Phù không muốn hỏi, nhân tố nàng là quyệt nhân này Triệu Nhã Trúc khẳng định đã sớm cân nhắc tới rồi, cho nên mới nói phương pháp huyết ngọc oản này chắc là không có vấn đề. Nếu không còn gì muốn hỏi, các ngươi có thể nhòng máu vào trong bát ngọc xem thử kết quả. Triệu Nhã Trúc dục, thời gian không còn nhiều, các ngươi có thể ở lại khôi hà không gian không còn nhiều. Thực Phù im lặng đi đến, nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Nhã Trúc một cái. Triệu Nhã Trúc đặt bát ngọc trong tay xuống, cười nàng. Thực Phù đưa ngón trỏ tay phải vào trong miệng cắt một cái, sau đó vươn ra, ten đầu ngón tay nhỏ xuống từng giọt máu đỏ tươi. Máu của nàng vốn là màu xanh biếc, nhưng sau khi tu luyện Vạn Mộc Xuân, nàng đã hoàn toàn chuyển hóa thành quyệt nhân, chứ không phải nghiêng về quái quyệt giống như trước kia, cho nên máu cũng đỏ như nhân loại bình thường. Đủ rồi. Triệu Nhã Trúc thấy đầu ngón tay Thực Phù đã nhỏ ra được 5-6 giọt thì mở miệng nói. Thực Phù rút ngón trỏ tay phải ra, đầu ngón tay nàng đã tự động liền lại. Nàng nhìn bát ngọc xanh, 5-6 giọt máu trong bát rất nhanh đã tụ thành một giọt máu ngưng mà không tan. Đây là tác dụng đặc thù của huyết ngọc oản dẫn tới. Đến ngươi. Triệu Nhã Trúc lại nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm sầm mặt đi tới, hắn dùng móng tay trái rạch một cái lên đầu ngón trỏ tay phải, cắt ra một vết thương cũng coi như xong. Máu từ miệng vết thương tràn ra, lò xuống huyết ngọc oản. Một giọt, hai giọt, ba giọt, cho đến 6 giọt. Máu đỏ trong có màu vàng nhạt của Chu Phàm bắt đầu ở bên kia huyết ngọc oản tự động dung hợp, kích ra máu của Thực Phù. Máu của Chu Phàm rất nhanh ngưng tụ thành một huyết châu viền vàng. Ba người đều nín thở nhìn. Hai giọt máu trong bát lăn nửa vòng ở mép bát, cuối cùng chạm vào nhau, sau khi thì bắn ra. Ta đã nói là không thể mà. Thực Phù cười nói. Chu Phàm cũng thở phào. Đừng gấp, đây vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng. Triệu Nhã Trúc nhìn chằm chằm huyết ngọc quản, cúi đầu nói. Triệu Nhã Trúc vừa dứt lời, hai giọt máu ở đáy bát lại lăn về chạm vào nhau, sau đó lại văng ra rồi tiếp tục lan tới. Cho đến mấy lần sau, hai giọt máu dính liền cùng một chỗ, bắt đầu dung hợp. Máu dung hợp nhô lên lõm xuống, dường như có thứ gì đó đang giãy giụa ở trong. Cho đến khi huyết châu dung hợp lại thành một viên tròn, nó liền tỏa ra quang mang màu vàng chói mắt. Chu Phàm và đều giống như chúng nguyền rủa định thân, nhìn chằm chằm huyết châu tỏa ra quang mang màu vàng chói mắt trong bát. Chúc mừng hai cha con nhận nhau. Triệu Nhã Trúc nhếch miệng cười nhạo, chuyện vui nhất đời người cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi thề với truyền đi, ngươi không động tay động chân gì ở bên trong chứ? Tay Thực Phù đã nắm chặt thành quyền, hầm hầm nhìn Triệu Nhã Trúc. Khí cụ giao dịch không có vấn đề, nhưng ai biết được Triệu Nhã Trúc liệu có động tay động chân gì không? Được, ta thề với truyền, ta không hề động tay động chân gì, bằng không truyền sẽ ném ta xuống sông xám, vĩnh viễn không thể lên truyền. Triệu Nhã Trúc không để ý tới thái độ của Thực Phù, ngược lại là thuận theo ý nàng mà thề. Triệu Nhã Trúc lòng hoa nở rộ, nàng cười nói, giờ thì ngươi đã hài lòng chưa? Các ngươi nên cảm tạ ta, nếu không phải ta cực lực ngăn cản, sau này nói không chừng các ngươi sẽ phát sinh thảm kịch nhân luân cha con giết nhau. Sắc mặt Thực Phù ảm đạm, nàng không ngờ đúng như Triệu Nhã Trúc nói. Nàng là nữ nhi của Chu Phàm mà bản thân một mực coi là tử cừu. Chu Phàm cũng á khẩu không nói được gì, hắn vừa nghĩ tới mình đột nhiên có thêm một nữ nhi, tim liền thắt lại, hắn chưa từng đối mặt với chuyện phức tạp tới như vậy. Lúc này tâm tình của hắn rất phức tạp. Hắn phẫn nộ vì nhân yêu Bạch đó không ngờ dám làm ra chuyện bực này, khẳng định là lần đó đã trộm đi huyết nục của hắn, sau đó mới làm ra. Cho nên ngoài phẫn nộ ra, hắn lờ mờ cảm thấy ghê tởm. Hắn chỉ hy vọng không phải đúng là từ trong bụng Bạch Lãnh Tôn sinh ra, chỉ chọn dùng bí thuật đặc thù nào đó của ma cô yêu mà làm ra. Cho dù nói ra thì cũng không khác gì nhau, nhưng ít ra thì trong lòng hắn cũng dễ chịu hơn một chút. Chương 1367. Bụng đầy tâm sự biết nói ai hay. Sau khi phẫn nộ, nê tở một hồi, trong lòng hắn lại cảm thấy ngỡ ngàng, bởi vì hắn đột nhiên có một nữ nhi, hắn có thể không cảm thấy ngỡ ngàng sao? Sau một thoáng ngỡ ngàng, Chu Phàm bỗng dưng cảm thấy vui vẻ, ngã qua một bên quả trứng rồng mạc xanh kỳ diệu đó không nói, có thể nói hắn ở trên thế giới này đã có thân nhân có quan hệ huyết thống đầu tiên. Đương nhiên phu phụ Chu Nhất Mộc và Tiểu Liễu ở trong lòng hắn đều là thân nhân, thậm chí phu phụ Chu Nhất Mộc và thân thể hắn cũng có quan hệ huyết thống. Nhưng đây là chuyện phát sinh trước khi Chu Phàm tới thế giới này, cho nên đối với hắn mà nói vẫn có khác biệt. Cho dù nữ nhi này không phải trải qua phương pháp bình thường mà dựng dục ra, nhưng dù sao cũng là cướp lấy khí tức sinh mệnh trong huyết nhục của hắn để dựng dục ra, lại trải qua xác nhận của huyết ngọc oản. Đây không phải nữ nhi của hắn thì là gì? thể này chẳng khác nào là ta quyên góp tinh trùng, sau đó bất kể cơ thể mẹ là ai, nhưng sinh ra trung quy vẫn là nữ nhi mang cốt nhục của bản thân ta. Chu Phàm nhìn Thực Phù một cái, Thực Phù hiển nhiên vẫn chưa tiêu hóa được sự thực này, ngơ ngác đứng đó. Bộ dạng của nữ nhi cũng không tính là khó coi, có một loại cảm giác càng nhìn càng giống ta, nhưng chỉ là tính cách có chút lạnh lùng, khí tức giận lên thì lại có chút đáng ghét. Nhưng tính cách này là tốt nhất, nếu hoạt bát giống như Tiểu Quyền, sau khi lớn, tên nói không chừng chỉ cần một cái chân vịt là chạy theo người ta. Nghĩ đến đây mặt Chu Phàm lộ vẻ cổ quái, ta đang nghĩ gì thế? Không ngờ hiện tại đã lo lắng có tên vương bát đản nào lừa nữ nhi của ta đi không? Ta nhanh như vậy đã tiến vào nhân vật phụ thân già rồi sao? Chu Phàm biết sở dĩ mình lại như vậy là vì kiếp trước hắn và nãi nãi muội muội sống nương tựa lẫn nhau, vốn cực kỳ coi trọng tình thân. Trong lòng Chu Phàm không khỏi có chút buồn rầu, bởi vì vấn đề của nữ nhi này không dễ xử lý, nàng hiển nhiên có huyết thống của ma cô yêu. Hắn và đàn ma cô yêu của Hủ Cốt Triều Trạch chính là tử cừu, đương nhiên mấy lần va chạm hắn cũng không chịu thiệt, nhưng đàn ma cô yêu thì lại khác, đã có không biết bao nhiêu ma cô yêu trong tay hắn. Hơn nữa đàn ma cô yêu tính cách tàn nhẫn, cũng không biết đã giết hại bao nhiêu nhân loại. Chỉ là đánh lén Thiên Lương Thành, đã giết chết không ít người. Chu Phàm cảm thấy đau đầu, lần đầu hắn phát hiện thì ra tâm tình của người ta là có thể phức tạp như vậy. Triệu Nhã Trúc ngân nga hát, đẩy mặt rất vui. Chu Phàm và Thực Phù đều không nói gì. Triệu Nhã Trúc nhìn Chu Phàm một cái, thấy sắc mặt Chu Phàm âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh, nàng cười nói: "Sao, biết Thực Phù là nữ nhi của mình, còn không gọi một tiếng nữ nhi đi, chẳng lẽ ngươi lại máu lạnh đến ngay cả nữ nhi của mình cũng không nhận sao?" Trong lòng Chu Phàm lại giật thót, hiện tại hắn không buồn để ý tới tiện nhân Triệu Nhã Trúc này, hắn nhìn về phía Thực Phù, đang nghĩ nên mở miệng thế nào mới thích hợp. "Liền, hiện tại ta muốn rời khỏi nơi này." Thực Phù không dám nhìn Chu Phàm, cúi đầu nhìn giáp bản, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin. Đột nhiên cửu nhân biến thành phụ thân, nhưng phụ thân vẫn là cửu nhân, nàng có chút không biết phải làm sao. Nhưng Thiền không hề đáp lại. "Thời gian vẫn chưa tới, ngươi vội đi như vậy làm gì?" Triệu Nhã Trúc vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa nói: "Hiền, ngươi giúp nàng đi." Chu Phàm thở dài nói. Sương mù ùa tới Thực Phù một mực cúi đầu. Theo sương mù xoay tròn tản ra, Thực Phù cũng biến mất khỏi truyền. Triệu Nhã Trúc che miệng khẽ cười nói: "Ôi, nhanh như vậy đã biết thương nữ nhi của mình, không tồi. Tiếp tục nỗ lực, nàng rất nhanh thôi sẽ rất nhanh gọi ngươi là cha." Huyệt thái dương của Chu Phàm giật giật, ngậm miệng lại đi. "Đúng là không biết người ta tốt." Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói: "Nếu không có ta, ngươi có thể nhận về nữ nhi của ngươi ư? Ngươi cảm tạ ân nhân của ngươi như vậy à?" Trên mặt Chu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn kỳ quái hỏi: "Ngươi rốt cuộc mang tâm tư gì? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn nàng lâm vào trong thống khổ, vĩnh viễn không thể thoát ra, nhằm trả thù nàng đã quấy nhiễu đại kế đào thoát của ngươi? Trả thù như vậy không khỏi quá buồn cười một chút." Triệu Nhã Trúc cất tiếng cười to: "Ngươi nói đúng, ta quả thật là nghĩ như vậy, cho nên ta cũng không bận tâm ngươi có cảm ơn ta hay không. Ngươi nguyện ý nhận nữ nhi của ngươi, đối với ta mà nói chính là cảm ơn lớn nhất." Chu Phàm nhíu mày nói: "Ta cảm thấy mục đích của ngươi không chỉ là như vậy, ngươi có thể có tâm tư trả thù nàng, nhưng ít nhất thì đây cũng không phải toàn bộ mục đích của ngươi." Triệu Nhã Trúc liếc Chu Phàm một cái nói: "Ngươi đã nhìn ra một chút rồi, nói với ngươi cũng không sao cả." Chương 1368. Bụng đầy tâm sự biết nói ai hay. Chu Phàm không nói gì, mà là trầm mặc lắng nghe, hắn cũng muốn nghe xem Triệu Nhã Trúc sẽ giải thích thế nào. "Lần phụ thân này ta vốn mang hai mục đích." Triệu Nhã Trúc thản nhiên nói. "Mục đích thứ nhất trong đó chính là ta có thể dựa vào tiểu gia hỏa này thoát ly sự khống chế của truyền, đây cũng là mục đích chủ yếu của ta, nhưng không ngờ để tiểu gia hỏa ra vẻ thông minh hủy đi mất, lần sau phụ thân cũng không biết phải đợi tới khi nào." Triệu Nhã Trúc nói tới đây sắc mặt có chút khó coi. "Mục đích thứ hai chính là ta vốn định nếu thất bại, cân nhắc để cha con các ngươi nhận nhau, mọi các ngươi vào cũng là vì vậy. Vì sao muốn chúng ta nhận nhau? Nếu muốn chúng ta nhận nhau, vì sao không nói sớm một chút, hiện tại mới nói?" Trong lòng Chu Phàm lờ mờ có suy đoán, nhưng hắn vẫn muốn nghe Triệu Nhã Trúc nói. Triệu Nhã Trúc hừ một tiếng nói: "Để các ngươi nhận nhau là vì để người phụ tá và người lên truyền hỗ trợ nhau tốt hơn, nói không chừng còn có khả năng đạt tới trung điểm, đây không tính là chuyện phí sức, ta vẫn nguyện ý làm. Về phần lúc ban đầu không để các ngươi nhận nhau, là vì ta vẫn muốn lợi dụng tiểu gia hỏa này để thoát khỏi sự khống chế của truyền, đương nhiên không thể nói sớm, hiện tại kế hoạch thất bại, tiểu gia hỏa cũng không thể tin ta nữa, chỉ có thể để các ngươi nhận nhau. Cho dù là như vậy, ngươi không thể dùng biện pháp uyển chuyển một chút à, thí dụ như nói trước với ta một tiếng." Chu Phàm có chút đau đầu nói. Sắc mặt Triệu Nhã Trúc lạnh lùng nói: "Nàng hủy hy vọng đào thoát của ta, nhất định phải trả một cái giá cực đắt. Vì sao ta phải uyển chuyển? Ngươi quá đáng. Sắc mặt Chu Phàm trầm xuống, cái này thì tính gì là hủy hy vọng đào thoát của ngươi, nàng chỉ là không giúp ngươi mà thôi. Nàng là nữ nhi của ngươi, ngươi đương nhiên lên tiếng cho nàng. Trên mặt Triệu Nhã Trúc lộ ra nộ ý nói, nếu nàng không chịu giúp ta, có thể nói thẳng, vì sao đã đáp ứng? Lại dùng một thế thân tới. Làm lãng phí thời gian của ta, bằng không ta có thể dùng phương pháp khác để thử. Có lẽ là nàng sai, nhưng ngươi thì đúng à. Nếu ngươi nói thẳng cần ký sinh, nàng khẳng định sẽ trực tiếp cự tuyệt ngươi. Ai bảo ngươi cứ thích vụng trộm? Chu Phàm cười lạnh nói. Ta không như vậy, sao có thể qua mặt được truyền? Triệu Nhã Trúc tức đến toàn thân run lên. Ngơi, việc này khó phân đúng sai, ngươi cứ coi như ta là vì thất bại giận mà giận chó đánh mèo lên người nàng, được chưa? Triệu Nhã Trúc không nói chuyện với Chu Phàm nữa, mà là bước về phía đuôi truyền, biến mất trong tầm nhìn của Chu Phàm. Chu Phàm hơi nhướng mày, cho dù thủ đoạn của Triệu Nhã Trúc hơi thô bạo một chút, nhưng bất kể là như thế nào vẫn để hắn biết quan hệ của hắn và Thực Phù, cái này cũng coi như là có lợi. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn huyết cầu bồng bềnh trên không trung, thở dài. Hắn cũng không biết sau khi Thực Phù nghĩ thông, sẽ là thái độ gì đối với hắn. Vừa rồi hắn không đành lòng bức bách Thực Phù, cho nên mới bảo truyền đưa nàng ra. Nhưng hiện tại hắn hối hận rồi. Vạn nhất sau khi Thực Phù trở về, chịu sự xui khiến của nhân yêu Bạch, Tiên Định đứng ở bên ma cô yêu, muốn giết hắn. Vậy hắn nên xử lý thế nào? Hắn phải quân pháp bất vị thân sao? Cũng không tính là đại nghĩa. Dẫu sao quái quyệt có lập trường của quái quyệt cho rằng chúng mới là chính nghĩa. Nhưng hắn hạ thủ được sao? Không ngờ chuyện máu chó như vậy lại phát sinh ở trên người ta. Chu Phàm buồn bực nghĩ. Treo đến giờ, Chu Phàm rất nhanh liền rời khỏi khôi hà không gian. Hắn mở mắt ra nhìn thấy Tiểu Quyền đang đi tới đi lui. Tiểu Quyền đang khoanh chân ngồi bên cạnh đầu hắn. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh lại rồi. Tiểu Quyền kinh hỉ nói. Chu Phàm ư một tiếng, hắn cũng không có tâm tình nói chuyện với Tiểu Quyền. Lúc này hắn rất hoài niệm huynh đệ Cửu Nguyệt. Nếu huynh đệ Cửu Nguyệt ở đây, hắn khẳng định sẽ chút một bụng đầy tâm sự với Cửu Nguyệt huynh đệ, thương lượng với hắn. Tiểu Quyền thấy bộ dạng thất thần của Chu Phàm, nàng nhảy tới, dẫm lên đùi Chu Phàm, nhảy liền mấy cái, tóm lấy áo Chu Phàm, treo lủng lẳng trên áo, nói khẽ: "Chủ nhân, có phải ngươi có chuyện phiền lòng gì không?" Chu Phàm không đáp lại, hắn nhíu chặt mày đứng lên. Tiểu Quyền vội vàng vươn một tay ra cua, các Tiểu Quyền không ngừng dung hợp lại, hóa thành mấy sợi tóc, dung nhập vào trong tóc của nàng. Cho dù không thu lại tóc, cũng có thể sinh trưởng ra. Nhưng Tiểu Quyền vẫn quen thu về, bởi vì nàng sợ lỡ có một ngày không mọc ra được thì sao? Nếu biến thành chọc giống như chủ nhân, vậy thì khóa. Chu Phàm mà quay về phương hướng Cao Tượng Thành, vẫn là bộ dạng tâm sự trùng trùng. Chương 1369. Ta có bằng hữu. Tiểu Quyền tóm lấy áo, theo Chu Phàm chạy nhanh, giống như dây đu lắc tới lắc lui. Nàng nhìn Chu Phàm, nói: "Chủ nhân, Tiểu Quyền chính là áo bông chi kỷ của ngươi, ngươi có gì không vui đều có thể nói với Tiểu Quyền, để Tiểu Quyền phân ưu giải nạn cho ngươi." "Áo bông chi kỷ, chuyện ta phiền lòng chính là áo bông chi kỷ." Khóe miệng Chu Phàm giật giật nói. "Ngươi từ đâu nghe được mấy lời vớ vẩn này? Tiểu Quyền liên tục đổi mới nhận thức của ta, còn áo bông chi kỷ, ta nhổ vào, không mang tới thêm phiền cho ta đã tốt lắm rồi." Tiểu Quyền cười hì hì nói. "Ở khách sạn nhàm chán không có gì làm, ta phái Tiểu Quyền lén lút đi chung quanh nghe chuyện, chính là ở trong khách phòng, một nam một nữ nằm trên giường nói chuyện phiếm, người nữ nói nàng là áo bông chi kỷ của hắn, phân yêu giải nạn cho hắn." Chu Phàm cố nén rung động muốn ôm mặt, "Sau này không cho phép ngươi phái Tiểu Quyền chạy loạn khắp nơi, nếu để ta phát hiện, phạt ngươi chân gà chân vịt nửa tháng." Khách sạn ngư long hỗn tạp, tâm của tiểu gia hỏa đã sắp bị nhiễm bẩn rồi, Chu Phàm cảm thấy có chút hổ thẹn, hắn thực sự dạy dỗ không đúng cách. "Vâng." Toàn thân Tiểu Quyền căng cứng, đáp. Bước chân Chu Phàm không ngừng chạy vội, một lúc sau bỗng nhiên nói: "Ta có bằng hữu." "Bằng hữu gì?" Tiểu Quyền cắt ngang. "Chính là bằng hữu quen thuộc." Chu Phàm có chút bực mình nói. "Ta biết không?" "Ngươi không biết?" "Không thể, ta thỉnh thoảng sẽ ngủ, nhưng bằng hữu ngươi quen ta không thể không nhận ra. Ngươi là muốn nói Tào Diên Phóng, Đàm Vân Phi hay là Quan Ninh Phong?" "Hình như là Quan Ninh Phong." Chu Phàm nói. "Ngươi đừng ngắt lời, bằng không ta không nói đâu." "Thì ra là Quan Ninh Phong." "Được, ta không ngắt lời." "Ngươi chậm rãi nói." Tiểu Quyền bảo đảm. Chu Phàm chính là muốn tìm người tâm sự một chút, cho dù là Tiểu Quyền cũng không sao, trước kia hắn không biết. Ngu ngơ đột nhiên có thêm một nữ nhi. Mắt Tiểu Quyền bỗng trợn to, nhưng nàng vẫn cố nhị không nói gì. Tình huống của nữ nhi này khá là đặc thù, bởi vì hắn và mẹ của nữ nhi và tộc nhân bên mẹ đều là tử địch, có tử cừu không thể cười bỏ. Chu Phàm khẽ cau mày, Ngươi nói hắn nên làm thế nào? Vì sao Quan Linh Phong lại đột nhiên có thêm một nữ nhi mà hắn cũng không biết? Chẳng lẽ là Tử Hậu loạn tính trong truyền thuyết à? Tiểu Quyền hỏi. Nói hư nói vượng. Da mặt Chu Phàm run lên, kỳ thật là vì mẹ của nữ nhi là một quái quyệt ma cô yêu, hắn bị quái quyệt tính kế, mới có nữ nhi này. Ta hỏi ngươi thấy hắn nên làm như thế nào? Ta không biết chủ nhân nên làm như thế nào cả. Tiểu Quyền lắc đầu. Chu Phàm hơi ngẩn ra nói, không phải ta, là Quan Linh Phong. Tiểu Quyền trợn mắt nói, chủ nhân cho rằng ta thông minh không tuyệt đỉnh lại nhai không hiểu à? Kẻ gọi là bằng hữu trong miệng ngươi chính là ngươi. Quan Linh Phong chỉ là mang tiếng thay, tiểu tiết vô lý này là dùng kiều đoạn nát bét gì vậy? Không ngờ ngay cả kẻ ngốc như ngươi cũng không lừa được. Chu Phàm tự giễu một tiếng, ngươi mới ngốc. Tiểu Quyền nhảy đến ngồi vắt vẻo trên vai Chu Phàm. Chu Phàm cười cười, cho dù Tiểu Quyền không cho hắn bất kỳ ý kiến có tính khả thi nào, nhưng sau khi nói ra chung quy cũng thoải mái hơn không ít. Hắn không nhanh không chậm tiếp tục chạy về phía trước. Tiểu Quyền nhìn Chu Phàm mấy lần, muốn nói lại thôi. Chu Phàm cảm thấy tầm mắt của Tiểu Quyền, hắn hừ một tiếng nói, có gì muốn nói thì nói đi. Lén lút vụng trộm là thế nào? Chủ nhân, là ngươi bảo ta nói. Nói xong ngươi không thể phạt chân gà chân vịt của ta. Tiểu Quyền sợ Chu Phàm đổi ý, một hơi nói. Chủ nhân, ta không ngờ chiêu số của ngươi lại hoang dã như vậy. Làm xong với rồng lại làm với nống, hơn nữa đều là làm lớn bụng. Chu Phàm, sắc mặt Chu Phàm tối sầm vỗ vào đầu vai mình, Tiểu Quyền lập tức hóa thành vô số sợi tóc mềm mượt chui qua cãi ngón tay, chạy tới đầu, rất nhanh liền chui vào trong đầu. Tiểu hỗn đản ngươi ngay cả tâm cũng bậy bạ rồi, đi ra cho ta. Hôm nay ta phải đánh ngươi một trận. Chu Phàm quát, không ra là không ra. Thanh âm của Tiểu Quyền vang lên ở trong lòng hắn. Chu Phàm quát mắng vài câu, lại than thở trong lòng, lúc trước ta chính là đầu óc bị nước vào, mới tin lời Yên Chi, biến nàng thành sủng vật của ta. Thuận lợi trở lại Cao Tượng Thành, một đường suy nghĩ, Chu Phàm cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết tốt hơn. Chỉ có thể tạm thời buông bỏ đem chuyện này, bắt đầu chuẩn bị cho chuyện lôi đài thí. Hắn không về Vân Lai khách sạn lúc trước, mà là trước tiên dịch dung rồi đổi khách sạn khác. Vân Lai khách sạn có quá nhiều tầm mắt theo dõi hắn. Chương 1370, Phù, Tí Hoàn, Đan Dược. Cho dù là Chu Phàm cũng không dám quá khẳng định liệu có thế lực nào mạo hiểm ám sát hắn không, không dám động thủ ngoài sáng. Nhưng thủ đoạn gì đó như hạ độc thì rất khó đề phòng, cho nên đổi một chỗ ở kín đáo mới là cách làm tốt nhất. Chỉ có kẻ trộm ngàn ngày, không có phòng trộm ngàn ngày. Chu Phàm bỏ ra một số tiền, đổi lại một cái tên giả vào ở khách sạn mới. Ở Cao Tự Thành, muốn giả tạo thân phận vào ở khách sạn, nói dễ chỉ không dễ, mà nói khó cũng không khó. Thân phận giả này là Lý Trùng Nương bảo Vạn Bảo Các chuẩn bị cho hắn. Chu Phàm đã sớm dự phòng có chuyện như vậy phát sinh, thân phận mới đã được chuẩn bị trước. Sau khi vào phòng mới, Chu Phàm không đi đâu, chỉ ở trong phòng luyện tập Khô Mộc Võ Thế vừa đột phá vào loại biến hóa đầu tiên của Ngụy Hải Võ Thế. Bởi vì ban ngày đã vào Khôi Hà Không Gian rồi, cho nên đêm nay Chu Phàm sẽ không thể tiến vào Khôi Hà Không Gian nữa. Đến giữa trưa hôm sau, Chu Phàm mới giả dạng một chút, hóa thành một võ giả trung niên đầu đội đấu lập lang bạt ở hoang dã đến Vạn Bảo Các. Vị khách nhân này không biết muốn mua gì. Họp đồ trong cửa hàng thấy Chu Phàm tiến lên hỏi, ta tìm trưởng quỹ nhà ngươi. Chu Phàm khàn khàn nói. Họp đồ trong cửa hàng lập tức đi gọi trưởng quỹ Vạn Bảo Các tới. Là ta, Chu Phàm. Chu Phàm đi đến bên cạnh trưởng quỹ mới đổi về thanh âm của mình, thấp giọng nói. Khách nhân, mời vào, đông gia nhà ta đang ở bên trong chờ ngươi. Trưởng quỹ nhận ra thanh âm của Chu Phàm, vội nói. Chu Phàm tha trưởng quỹ tiến vào gian trong, rất nhanh liền nhìn thấy Lý Trùng Nương. Chu Phàm trước tiên cởi đấu lạp xuống, lại dỡ mặt nạ trên mặt, mới khôi phục thành bộ dạng trước đó. Chu đại ca, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lý Trùng Nương thấy Chu Phàm ngụy trang mà đến, sắc mặt nàng nghiêm lại hỏi. Chỉ là bị một số bọn đạo trích nhằm vào mà thôi, cho nên đổi một chỗ ở khác. Chu Phàm lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện lớn. Ngươi cẩn thận một chút, nếu không được, vẫn truyền tới chỗ ta ở, có bọn bác bì thầm thầm trong chừng, tuyệt đối không ai dám có ý đồ với nơi đó. Lý Trùng Nương lại quan tâm nói. Để sau rồi tính. Chu Phàm cười nói sang chuyện khác, ngoại vật thoi lôi đài thì thu thập thế nào rồi? Trưởng quỹ. Lý Trùng Nương nhìn trưởng quỹ. Giờ ta sai người mang đồ tới. Trưởng quỹ khom người lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, có ba gã võ giả đi theo phía sau trưởng quỹ cầm ba cái hộp với ba màu sắc khác nhau đỏ lam xanh đi vào. Khi ba gã võ giả vào, Chu Phàm đã sớm quay người lại, làm bộ như đang thưởng thức bức họa trên tường. Ba gã võ giả đó cũng được dặn dò trước, bọn họ đều hơi cúi đầu, sau khi buông hộp xuống, lại cúi đầu lui ra ngoài. Đóng cửa lại. Lúc này Chu Phàm mới xoay người, nhìn ba cái hộp trên bàn. Trưởng quỹ cẩn thận mở hộp gỗ lim thứ nhất, bên trong là một khối ngọc hình tròn, trên khối ngọc khác phù văn màu bạc. Đây là ngân ngự ngọc phù ngân cấp trung phẩm, chỉ cần đao ở trên người, một khi gặp phải độc tố bí ẩn, nguyên rủa tập kích, phù văn bên trên sẽ tự động kích phát phòng ngự nhiễm độc tố. Nguyên rủa này, trưởng quỹ nói, có võ giả chuyên môn tiến hành kiểm tra, độc tố, nguyên rủa dùng để kiểm tra nó đều có thể nhận thấy, nhưng có thể phòng ngự được hay không thì phải xem trình độ lợi hại của nguyên rủa độc tố. Nói chung, nguyên rủa độc tố cấp bạch sắt nó đều có thể chống đỡ được, cấp hắc sắt thì phải xem vận khí. Trưởng quỹ không hề khoa trương, ngân ngự phù này phải 4 vạn huyền tệ. 4 vạn huyền tệ, nghi mắt Chu Phàm giật giật, hắn không nói gì, mà là nhìn về phía hộp vuông xanh thứ hai. Trưởng quỹ, thứ hai hộp xanh thứ hai không biết là chất liệu gì, bên trong là một cái vòng màu lam nhạt, rộng bằng cánh tay người. Mơ hồ có thể nhìn thấy viền ngoài của vòng tròn có một quang hoàn màu lam nhạt. Đây là quỷ khí bậc 4 Yểm Nguyệt Tí Hoàn, chỉ cần vận chuyển chân khí là có thể kích hoạt ra một vòng nguyệt hoàn, có thể chống đỡ khoảng 100 lần công kích của võ giả khí cương đoạn, đạt tới cực hạn là sẽ gãy. Trưởng quỹ giới thiệu, Tiềm Nguyệt Tí Hoàn có giá 5 vạn huyền tệ. Tiềm Nguyệt Tí Hoàn có thể chống đỡ 100 lần công kích của võ giả khí cương đoạn, hiển nhiên giá trị phải cao hơn ngân ngự phù rất nhiều. Chu Phàm hơi gật đầu. Trưởng quỹ lại mở hộp tròn xanh lục cuối cùng, bên trong là một bình sứ men xanh, hắn mở nắp bình, đổ một viên tròn. Viên thuốc đen lan ra. Viên thuốc đen không có mùi thơm gì tỏa ra. Linh Thanh Đan, dùng linh thanh hoa 500 năm mới nở hoa một lần làm chủ dược luyện chế thành, có thể cởi bỏ các loại trạng thái dị thường độc tố, nguyên rùa. Cho dù gặp phải nguyên rùa độc tố khó giải quyết không thể cởi bỏ cũng có thể làm giảm bớt,